Man hoang, nhất định phải tới thăm ta. Liễu Nhạc Nhi nhìn ra ngoài một cái, miễn cưỡng nói. Hàn Lập im lặng gật đầu, Liễu Nhạc Nhi lại nhìn Hàn Lập một chút, lúc này thân hình mới khẽ động, hóa thành một đạo quang mang xám trắng, bay về phía xa, rất nhanh biến mất ở chân trời. Hàn Lập đưa mắt nhìn theo Liễu Nhạc Nhi rời đi, cũng không trở về khốc gian hoa chi, đứng ngay bên ngoài dò xét nội dung bên trong ngọc giản. Mở đầu ngọc giản viết năm chữ lớn, phân thân trảm thi thuật hắn nhìn đến đây, trong lòng không khỏi khẽ động. Đối với nội dung phía dưới Ngọc Giản cũng có chút phỏng đoán, bất quá hắn không phân tâm quá lâu, tiếp tục nghiên cứu tiếp. Nội dung trong Ngọc Giản cũng không nhiều, Hàn Lập rất nhanh đã xem hết, gương mặt hiên lên vẻ hưng phấn. Phân thân chảm thi thuật này cực kỳ huyền diệu, đại loại là, đầu tiên luyện chế ra một bộ phân thân có tâm thần tương liên, sau đó dựa vào liên hệ tâm thần giữa phân thân và bản thể, dùng một loại bí thuật di hoa tiếp mục chuyển rời ác thi từ trong cơ thể mình qua phân thân, cuối cùng chém nó ra. Tam thi sở dĩ khó chém ra là vì có sự đồng tâm đồng thể giữa tam thi và bản thể chặt chẽ không thể tách rời. Tinh túy của phân thân chảm thi thuật này chính là cách rời tam thi từ thể nội qua phân thân rồi phong ấn lại. Như vậy liên hệ giữa tam thi và bản thể sẽ bị yếu đi rất nhiều, khi đó chảm thi sẽ dễ dàng hơn. Chẳng qua là muốn thi triển chảm thi thuật này cần thỏa mãn hai yêu cầu lớn. Thứ nhất là lực lượng thần hồn phải đủ cường đại, nếu không sẽ không cách nào chịu đựng được gánh nặng lúc chuyển di ác thi. Thứ hai chính là bộ phân thân kia và bản thể đầy đủ khế hợp, hơn nữa bộ phân thân kia luyện chế ra thời gian càng dài, thì khả năng thành công càng lớn. Thần thức hàn lập thoát ra từ trong ngọc giản, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phân thân chảm thi thuật này cực kỳ thích hợp với hắn, thần hồn của hắn bởi vì tu luyện luyện thần thuật nên đã viễn siêu so với cùng giai, tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu triển khai pháp thuật này, hơn nữa phân thân như vậy, hắn cũng có một bộ, chính là bộ địa trích hóa thân ở Hắc Phong Hải vực. Đã nhiều năm như vậy, hắn gần như đã quên đi bộ địa trích hóa thân kia, không ngờ hiện tại vẫn có thể phát huy được tác dụng. Bây giờ ác niệm từng khắc ăn mòn thần hồn của hắn, thời gian cấp bách, Hàn Lập cũng không chậm chế nữa, lập tức gọi kim đồng và đề hồn ra, sau đó thu khí cụ đang bày trận xung quang động phủ lại, dự định xuất phát tiến về Bắc Hàn tiên vực. Bất quá lúc gần xuất phát, tâm niệm hắn khẽ động, lại bay về hướng bát hoang sơn. Không bao lâu, Hàn Lập ngừng độn quang ở nơi cách bát hoang sơn khoảng ngàn dặm, xa xa thi lễ một cái. Ha ha, Hàn Tiểu Hữu, lúc này đã muốn rời đi rồi sao? Hư không phía trước Hàn Lập, bóng trắng lóe lên, thân ảnh Bạch Trạch hiện ra, mỉm cười nói: "Đúng vậy, trước mắt phán bối có chuyện quan trọng phải lập tức đi làm, đa tạ Bạch Trạch tiền bối chiếu cố, đặc biệt tới gửi lời cảm ơn." Hàn Lập thi lễ lần nữa với Bạch Trạch, nói như thế: "Việc nhỏ mà thôi, cần gì cảm ơn, Tiểu Hữu nếu muốn đi thì đi đi, người bây giờ ác niệm quấn thân, quả thực cần tranh thủ thời gian." Bạch Trạch nhìn Hàn Lập một cái, từ tốn nói, tiền bối tuệ nhãn, đúng là như thế, chỉ là lần này đi, tương lai chưa rõ, tại hạ cũng không nắm chắc vạn phần, nếu không may thất bại, kính xin Bạch Trạch tiền bối chiếu cố tiểu Bạch và liễu nhạc nhi của thiên hồ tộc nhiều hơn. Hàn Lập nói, cái này đương nhiên, không biết Hàn Tiểu hữu dự định đi nơi nào. Bạch Trạch gật gật đầu, lại hỏi, Hàn Lập nghe lời này, trong lòng không khỏi suy đoán lời của Bạch Trạch là ý gì. Hàn Tiểu hữu chưa hiểu lầm, ta cũng không có ý tìm hiểu hành tung của ngươi, nhạc miện có một môn, du thiên thần thông, nếu như địa phương ngươi đi không xa, có thể nhờ y tiến ngươi một đoạn đường. Bạch Trạch cười nói, thì ra là thế, là do tại hạ hiểu lầm Bạch Trạch tiền bối, kính xin tiền bối thứ lỗi. Vãn bối muốn đi một chuyến tới Bắc Hàn Tiên Vực, Hàn lập giật mình, chắp tay nói, Bắc Hàn Tiên Vực, cách đây cũng không quá xa, nhạc miện, du thiên thần thông của ngươi có thể đưa Hàn Tiểu hữu đi không? Bạch Trạch nghe vậy, đuôi lông mày khẽ động, quay đầu nói với hư không phía bên cạnh. Khoảng cách chừng đó, dĩ nhiên có thể, chỗ hư không kia khẽ động, thân ảnh nhạc miện hiện ra. Vậy phiền ngươi xuất thủ một lần, hàn tiểu hữu bây giờ bị thiên đình truy nã, hành tẩu không tiện. Bạch trạch nói, đa tạ bạch trạch tiền bối, nhạc miệng tiền bối. Hàn lập mặc dù không biết bạch trạch nói tới du thiên thần thông là cái gì, bất quá vẫn cảm kích hai người tương trợ. Tạ ơn tới tạ ơn lui, thật phiền phức, hàn tiểu tử, người chuẩn bị sẵn sàng đi mắt nhạc miệng lóe lên một tia không kiên nhẫn, vung tay lên. Một đoàn thanh quang từ trong tay áo y cấp tốc xoay tròn, nhanh chóng phồng lớn gấp 10 lần, hóa thành một con cự cầm màu xanh mờ ảo lớn cỡ người trượng, bắn về phía Hàn Lập, trong nháy mắt đến trước người hắn. Cự cầm màu xanh há to miệng, bỗng chốc nuốt Hàn Lập vào. Sau đó nó mở hai cánh ra, xoẹt một tiếng phá vỡ không gian, chui vào, biến mất vô tung. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, Hàn Lập hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Chờ hắn phục hồi tinh thần, người đã ở trong thể nội cự cầm màu xanh, đồng thời ở trong hư không loạn lưu, lao vùn vụt đi cực kỳ nhanh chóng. Trên thân cự cầm màu xanh hiện ra linh văn phức tạp, hình thành một đoàn đồ án giống như vân khí, từng miếng từng miếng phù văn màu xanh chấp động dọc theo thân thể, phảng phất như nước chảy, vây quanh cự cầm nhanh chóng chuyển động, tản mát ra một cỗ ba động pháp tác vô cùng cường đại, nhưng lại phi thường thuận hoạt. Hư không loạn lưu xung quanh đụng phải thân thể cự cầm, lập tức bị rẽ sang hai bên, không cách nào ngăn cản nó tiến tới lúc này thân thể Hàn Lập đang nằm ở trong bụng cự cầm màu xanh. Một cỗ cự lực rất lớn bao quanh, khiến cho hắn không thể động đậy. Hắn cũng không muốn thoát ra, chỉ là hiếu kỳ nhìn xung quanh đánh giá vài lần. Tốc độ phi độn của cự cầm màu xanh này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không biết nhanh hơn hắn gấp bao nhiêu lần, mọi thứ xung quanh cứ cấp tốc lui về sau vùn vụt. Khoảng chừng hơn 10 canh giờ sau, hai cánh cự cầm màu xanh chấn động, trong nháy mắt bay ra khỏi hư không loạn lưu, phá vỡ hư không phía trước, xuất hiện ở trên bầu trời, phía dưới là một mảnh rừng già rậm rạp. Sau đó ầm một tiếng vang nhỏ, cự cầm màu xanh vỡ vụn, hóa thành vô số lưu quang màu xanh phiêu tán. Trói buộc quanh người Hàn Lập biến mất, kim quang bên ngoài thân lóe lên, đứng vững ở giữa không trung. Hắn khuếch tán thần thức ra, dò xét hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng, hóa thành một đạo kim quang bay về nơi xa. Sau một lát, Hàn Lập dừng lại ở phụ cận khu vực thành trì đang tọa lạc ở trên đồi diện tích của thành trì phía dưới không lớn trên cửa thành viết ba chữ lớn màu vàng minh khâu thành thành trì này mặc dù hắn chưa từng đi qua nhưng năm đó rời khỏi hắc phong hải vực trên đường tiến về trúc long đạo đã nghe nói qua chính là một tòa thành trì trên hoang lan đại lục vậy mà thật sự chỉ thoáng cái đã đưa ta đến nơi này thần thông này quả nhiên không hề tầm thường hàn lập thì thào nói đối với thần thông của đạo tổ kính sợ không thôi bát hoang sơn cách bắc hàn tiên vực không biết bao nhiêu vạn dặm nếu để cho một mình hắn đi chỉ sợ trăm năm cũng chưa chắc đến được. Nhạc miện phất tay một cái, cũng chỉ chừng một ngày, đã đưa hắn tới. Hàn lập thu liếm tâm thần, lần nữa quay về phía bát hoang sơn xa xa thi lễ một cái, sau đó quay người bay thẳng về hắc phong hải vực. Bắc Hàn tiên vực, hắc phong hải, trên một mảnh hải vực xanh thẳm, gió nhẹ hưu hưu, thổi lên từng cơn sóng lăn tăn. Giữa bầu trời xanh và biển lam có thể thấy được từng đạo từng đạo lưu quang, nguyên một đám người tu tiên mặc hoa phục thải y, giống như đom đóm bay lượn ở trên không trung, bay vút tới một hòn đảo xanh biếc nằm ở giữa biển. Diện tích bản thổ của đảo này không quá lớn, bốn phía hòn đảo lại xây dựng từng tòa phù đảo tạo thành trận pháp, tương liên với hòn đảo chính, tạo thành một chuỗi thất tinh đảo liên, cảnh tượng không hề tầm thường. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được chỗ cao nhất chính giữa hòn đảo, bất ngờ có một pho tượng hình người to lớn vô cùng, đang đứng nghiêm, hai tay giang rộng ra bên ngoài, tạo thành tư thế giống như coi muôn dân chăm họ như cả thế giới. Lúc này, vừa mới sáng sớm, trên một quảng trường đá trắng khổng lồ nằm giữa hòn đảo, tụ tập hơn 10 vạn cư dân trên đảo nhôn nhau, có vẻ vừa mới tiến hành xong nghi thức tham bái cầu khẩn, giờ phút này đang lục tục rời khỏi nơi đây. Lúc mọi người nghe được thanh âm gào thét trên đỉnh đầu, không ít người ngẩng đầu nhìn vài lần, nhưng cũng không tiếp tục để ý, nhiều người thậm chí chẳng thèm bận tâm xem xét, tựa hồ sớm đã quá quen với cảnh tượng như vậy. Trong đó một lão già tóc trắng, làn da ngăm đen, ống quần và ống tay áo đều sắn lên cao, cầm tay một tiểu hoa nhi có làn da cũng không được trắng, nhưng dáng rất khỏe mạnh kháu khỉnh, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào thỏa mãn. Tiểu hồ tử, nhìn thấy không, nhờ có tổ thần đại nhân của chúng ta phù hộ, bây giờ vùng biển này, mấy chục hòn đảo lân cận, đều đã đến xin phục tùng dưới trường ô mông đảo chúng ta. Hôm nay chính là ngày mà tộc trưởng của bọn họ, mỗi năm đều phải tự mình đến triều hội một lần, chúng ta phải tự hào lên. Lão giả cười ha hả nói, chương 1270, trở lại nơi này. Ra ra, cứ thời điểm này hàng năm, người lại ba hoa với ta một phen, nghe nhiều đến nỗi lỗ tai ta sắp mọc thành cái kén rồi. Hổ tử nghe xong, có chút không kiên nhẫn phàn nàn. Ha ha, tiểu tử thúi người còn không kiên nhẫn được à, người có biết không, năm đó. Biết biết, năm đó ô mông đảo chúng ta thiếu chút bị kẻ địch bên ngoài tiêu diệt, trong lúc nguy cấp, nhờ có tổ thần kịp thời hiển linh, tự mình xuất thủ diệt địch. Không đợi lão giả kể lại chuyện cũ năm đó, đến tận lần thứ 98 hổ tử vội vàng cắt đứt lời lão, gật gù đắc y nói. Biết thì tốt, đáng tiếc đã qua nhiều năm, không được thấy tổ thần hiển linh thêm lần nào. Lão giả thở dài một tiếng, nói, ra ra, người xem, mau nhìn, tiểu tôn tử thấy thần sắc ra ra tiếc hận, đang muốn an ủi vài câu, bỗng nhiên hét lớn. Ngay sau đó, trong đám người cũng vang lên một trận hô hoán ồn ào, cơ hồ tất cả mọi người dừng bước, nhìn tới chính giữa hòn đảo nơi có pho tượng tổ thần cao lớn vô cùng kia. Lão giả nghe tiếng, cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy pho tượng khổng lồ đắm chìm dưới nắng mai kia, lúc này quang mang thủy lam sáng lên lóng lánh khiến người ta hoa mắt, nhìn giống như một viên bảo thạch màu lam vậy. Từng tầng lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính nồng đậm từ đó chấn động nhộn nhạo ra, hóa thành một mảnh quang mang xanh thẫm lan tràn ra toàn bộ hòn đảo, khiến cho tất cả mọi người chìm đắm trong đó, cảm thấy hết sức thư thái. Là, là tổ thần đại nhân, tổ thần đại nhân hiển linh, tổ thần đại nhân phù hộ, trên quảng trường lập tức sôi trào lên, Tất cả mọi người bắt đầu quỳ lạy trên mặt đất, từng người lại bắt đầu làm lễ cầu nguyện. Đúng lúc này, ở trên pho tượng kia, bỗng nhiên có một bóng người nổi lên, lơ lửng trên không rồi phi độn thẳng ra bên ngoài, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lần này, tất cả cư dân trên Ô Mông cũng bắt đầu luống cuống, nhao nhao đứng dậy, đám người kinh hô không thôi. Lúc này, các tộc trưởng của các đảo khác vừa mới từ ngoài đảo bay tới, bay ngang qua bóng người kia, đám người đều lơ lửng ở giữa không trung ngơ ngác nhìn nhau có chút bối rối chờ đến khi mọi người thấy ở trên đảo có một gã nam tử nho nhã thân mang áo xanh thân thể hơi mập đang bay vụt tới mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng nghinh đón lạc phong tộc trưởng vừa rồi có phải vị tổ thần đại nhân kia mới rời khỏi đảo không một gã tộc trưởng dị tộc mang áo bảo cho hỏi nam tử nho nhã chính là tộc trưởng ô mông đảo lạc phong sắc mặt lúc này cũng có chút ngưng trọng chỉ gật đầu nhẹ nhìn theo hướng tổ thần rời đi không nói gì đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có kẻ thù bên ngoài đột kích?" Một phụ nhân áo bảo tím, thần sắc khẩn trương hỏi. "Chư vị, trước hết mời đến nghị sự điện chờ đợi, đợi ta thu xếp mọi chuyện rồi sẽ hội họp cùng với các vị." Lạc Phong thoáng ổn định tâm thần, nói với mọi người. Trên thực tế, gã cũng không rõ, vị tổ thần đại nhân này một mực bế quan không ra, sao hôm nay lại đột nhiên rời khỏi đảo? Mười mấy tên tộc trưởng ngoại đảo kia thấy thế, cũng không tiện hỏi nhiều, nhao nhao đáp xuống dưới đảo lạc phong do dự một chút sau đó bay trở lại quảng trường tộc trưởng đại nhân tộc trưởng tổ thần đại nhân ngài đám người thấy thế vội vàng đi tới lao nhau hỏi thăm các ngươi không cần kinh hoàng tổ thần đại nhân hôm nay bỗng nhiên cảm ứng thiên địa mới hiển hiện ra các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy vốn là một hồi cơ duyên và phúc phận trước mắt tự mình thành tâm cầu phúc nhất định được tổ thần che chở ánh mắt lạc phong đảo qua đám người chậm rãi nói ra cư dân ô mông đảo nghe vậy từng người nhất thời đại hỷ, lần nữa thành kính cầu nguyện. Tổ thần đại nhân, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Phong thấy thế, đáy lòng âm thầm thở dài, quay người tiến đến điện nghị sự. Trong lúc này, toàn bộ tộc trưởng của mấy đảo phụ cận ngồi ở kia, cũng không bị những chuyện xảy ra trước mắt lừa gạt dễ dàng như đám cư dân trên đảo. Cách bên ngoài đảo mấy ngàn dặm, một bóng người xanh lam đang bay lượn trên mặt biển, hạ xuống dạng đá ngầm màu đen có phạm vi không quá trăm trượng. Người này có thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông, bộ dáng so với Hàn Lập cơ hồ giống nhau như đúc, quả đúng là bộ địa trích hóa thân kia của hắn. Mà ở trên dạng đá ngầm kia, một bóng lưng nam tử cao lớn, thân mang áo bảo xanh đang đứng đấy cùng với một thiếu nữ xinh đẹp mặc trên người một chiếc váy dài màu vàng nhạt. "Ngươi rốt cuộc đã trở về?" Địa trích hóa thân đi tới đằng sau hắn, mở miệng nói. Nam tử cao lớn nghe vậy, quay người lại nhìn về phía hóa thân, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, thì đã bị thiếu nữ ở bên cạnh giành nói trước, đại thúc, đây chính là địa trích hóa thân mà ngươi nhắc tới sao? Quả nhiên giống y trang dung mạo của ngươi, vừa đen thui, vừa không đẹp trai chút nào. Trong lúc nói, nàng còn đi vòng qua xung quanh hóa thân một lần, đánh giá trên dưới một phen. Nam tử cao lớn này và thiếu nữ xinh đẹp, chính là Hàn Lập và Kim Đồng. Không sai biệt lắm, tu vi Kim Tiên hậu kỳ, so dữ liệu của ta còn tốt hơn một chút. Hàn Lập lúc này mới lên tiếng nói, sau khi mất liên hệ với ngươi, thì không còn thời gian tinh hạt để tăng tốc cô động trọng thủy, bất quá lại không cần cung cấp trọng thủy cho ngươi, thêm nữa, lại có lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không dứt ra trì, cho nên tốc độ tu luyện không tính là chậm, bây giờ đã có thể cô động được trọng thủy tầng 3. Địa trích hóa thân nói, Hàn Lập nghe vậy, trầm mặc một lát, cổ tay lắc một cái, sau lưng lập tức chuyển tới một hồi vang vọng. Một vòng bảo luân màu đen cao cỡ nửa người hiện ra, phía trên ngưng kết ra từng đoàn từng đoàn đạo văn thủy chi, từ trong đó chuyển ra từng đợt khí tức thủy chi pháp tắc. Bây giờ trọng thủy chân luân này ta cùng không dùng tới, nó tương hợp với thuộc tính pháp tắc của ngươi, vậy để ngươi dùng đi. Nói xong, Hàn Lập tiện tay vẫy một cái, bảo luân màu đen xoay tít một vòng, cấp tốc thu nhỏ lại cho đến khi chỉ bằng lòng bàn tay rồi bay về phía địa trích hóa thân. Người kia nhận lấy, chỉ gật đầu nhẹ, vốn là một thể, cũng không cần nói lời cảm tạ. Lạc Phong coi như có chút năng lực, những năm này quản lý ô mông đảo không tệ, người chưa hẳn đã để trong lòng, nhưng trở về xem một chút cũng không sao ánh mắt địa trích hóa thân bình tĩnh, nói ra, Hàn Lập nghe vậy, sau một chút do dự, nói cũng tốt. Sau đó, nhóm ba người bọn hắn lập tức bay trở về ô mông đảo. Lúc tới gần đảo, Hàn Lập không đi thẳng theo địa trích hóa thân lên trên đảo, mà nói với Kim Đồng một tiếng, để nàng đi vào động tiên hoa chi, còn bản thân thì vận chuyển vạn khiếu không tịch vật, đột nhiên thu liếm khí tức, tiềm nhập ở trên đảo. Đến lúc đi vào quảng trường trên đảo, mới phát hiện cư dân trong đảo trước đó chưa từng rời đi, nguyên một đám vẫn còn cầu nguyện. Địa trích hóa thân đành phải bay trở về pho tượng, lần nữa hiển lộ ra một chút thần tích, mới khiến cho những tín đồ thành tín này, vững tin rằng tổ thần không bỏ rơi bọn họ, mới dần dần tản đi. Lúc này trong điện nghị sự, Lạc Phong ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thuận tay bưng lấy chén trà, Chầm chậm hấp nhẹ một miếng, diễn xuất ra điệu bộ vui vẻ, còn hai dãy chỗ ngồi ở hai bên phía dưới. Không ít tộc trưởng đang thấp giọng nghị luận về sự tình tổ thần ô mông đảo vừa mới rời đảo. Lạc tộc trưởng, những năm qua chúng ta đều đến đây triều hội, vị tổ thần đại nhân kia cho đến bây giờ cũng không lộ diện, thế mà năm nay, vị đại nhân kia vậy mà rời khỏi đảo. Một tên tộc trưởng dị tộc cẩn thận hỏi, kỳ thật không chỉ ô mông đảo, cho dù là các tổ thần của các đảo khác, đều rất ít khi rời khỏi địa bàn của mình, dù sao thì sống giữa đám tín đồ của mình, có thể tùy thời tiếp nhận lực lượng tín ngưỡng của bọn họ, không khác gì một tiểu thiên địa mà chỉ có một mình một cõi. Huống hồ, bây giờ vùng biển này cơ hồ bị ô mông đảo thống trị, hiếm khi có phân tranh, cần gì tới vị tổ thần đại nhân kia đích thân xuất thủ. Cho nên, hắn đột nhiên rời đi, khiến cho đám người này không kiềm được suy nghĩ lung tung. Chư vị an tâm một chút chớ vội, tổ thần đại nhân bất quá chỉ ra ngoài dò xét một chút, đã trở về đảo. Lạc Phong buông chén trà xuống, đưa tay lăng không ấn xuống mấy lần, nói ra. Ngay vừa rồi, gã đã nhận được truyền âm của địa trích hóa thân, giờ phút này tâm thần phấn chấn hẳn lên. Những người còn lại nghe được lời này, vẫn còn còn lo nghĩ, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được một cỗ lực lượng bàng bạc bao trọn tòa điện nghị sự lại lúc này mới thật sự tin tưởng thế là cả tòa đại điện rất nhanh lần nữa khôi phục không khí nhẹ nhõm bình hòa của ngày xưa sau khi nghị sự hoàn tất các tộc tộc trưởng cũng thăm viếng qua pho tượng tổ thần lúc này mới lần lượt trở về hòn đảo của mình lạc phong thì bước đi vội vàng chạy thẳng tới cấm địa tổ thần điện ở trên đảo tổ thần điện được xây dựng ở chính giữa hòn đảo ngay phía dưới tòa pho tượng tổ thần to lớn kia, cũng là chỗ thường ngày mà địa trích hóa thân bế quan. Đến khi Lạc Phong bước tới trước đại điện, lúc này cửa điện đã rộng mở, gã lập tức thông báo một tiếng rồi đi vào. Vừa mới vào trong điện, đập vào mắt gã là địa trích hóa thân, đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên một tấm bổ đoàn. Bái kiến tổ thần đại nhân, Lạc Phong không người thi lễ, chiều hội như thế nào rồi? Địa trích hóa thân chậm rãi mở hai mắt ra, gật đầu nhẹ, hỏi. Đám gia hỏa này, ngoại trừ mấy đảo đầu tiên thần phục chúng ta còn lại vẫn như trước hy vọng trong lòng vẫn chưa dập tắt sau khi tổ thần đại nhân đột nhiên rời đảo bọn chúng tranh thủ cơ hội đưa ra đủ loại thăm dò nghe ngóng lạc phong nói không sao bây giờ chỉ bằng vào tu vi chân tiên cảnh của ngươi cũng đủ để chấn nhiếp bọn chúng địa trích hóa thân nói toàn bộ ô mông đảo đều được tổ thần đại nhân che chở mới có được phong quang hôm nay cái này mới là điểm căn bản vãn bối từ đầu đến cuối ghi tạc trong lòng lạc phong nghe vậy vội ôm quyền nói, vừa rồi ta đi một vòng trên đảo, người ngược lại là quản lý kinh doanh nơi đây cũng không tệ. Đúng lúc này, một tiếng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh Lạc Phong, thân ảnh Hàn Lập thình lình hiện ra. Lạc Phong sợ hãi cả kinh, vội dò xét phía bên cạnh, khi nhìn rõ dáng vẻ Hàn Lập, thần sắc lại lần nữa biến đổi, có chút không dám tin nói, đúng, đúng. Là liễu đại nhân sao? Hàn Lập hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới lúc trước mình dùng tên giả là liễu thạch, lập tức nói ra. Không sai, Cung nghênh Liễu Thạch đại nhân, Lạc Phong nghe vậy, vội lần nữa hạ bái nói, "Không cần đa lễ, lần này trở về, kỳ thực là có chuyện muốn nhờ và các ngươi." Hàn Lập vung tay lên, một cỗ tiềm lực đỡ Lạc Phong dậy, nói ra. Địa Trích hóa thân và Lạc Phong nghe vậy, đều hơi ngạc nhiên. Đại nhân mời nói, cho dù sông pha khói lửa, ô mông đảo cũng không chối từ. Lạc Phong nói gấp, "Ta muốn bế quan ở Hắc Phong Hải một đoạn thời gian, cần ngươi giúp ta tìm kiếm một nơi đảo hoang ít người lui tới." Hàn Lập nói, chương 1271, thuyết phục chính mình. Có, vô xương đảo, hắc tiều thủy vực bên kia có một tòa đảo hoang tên là vô xương, bởi vì xung quanh đá ngầm dày đặc, sóng biển ngập trời, thêm nữa ở trên đảo trụi lùi, không có thảm thực vật sinh linh, cho nên trong vòng vạn dặm không có người ở. Lạc Phong nghe vậy, sau một phen suy tính, nói ra. Ta cần người kiến tạo giúp ta một tòa pháp trận trên vô xương đảo. Hàn Lập nói thẳng, sẽ theo ý ngài, Lạc Phong ôm quyền nói, Hàn lập gật đầu nhẹ, lập tức lấy ra một tấm bản vẽ đã sớm vẽ tường tận và một nhẫn chữ vật màu đen đưa tới, lại nói trận đồ pháp trận ở chỗ này, cần vật liệu gì ta đã đưa cho ngươi, ngươi phải đi làm nhanh một chút, trong vòng 7 ngày nhất định phải xong. Ta đi làm ngay, Lạc Phong đưa tay nhận lấy, thoáng xem một chút, thần sắc hơi đổi, lập tức nói. Không vội, nơi này còn có một số công pháp tu luyện và linh dược tiên thảo, là dành cho ô mông đảo, người cũng thu vào đi. Nói xong, Hàn Lập lại đưa một nhẫn chữ vật màu trắng tới. Đa tạ liễu đại nhân, Lạc Phong nhận lấy, cũng không xem xét, quỳ mọp xuống đất nói. Đợi y rời đi, ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên thân địa trích hóa thân. Hóa thân giống như cảm giác được ngẩng đầu lên, đối mặt với Hàn Lập. Hàn Lập nhìn bộ hóa thân trước mắt có tướng mạo cơ hồ không khác mình chút nào, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Hóa thân này lúc trước do một sợi thần hồn của mình, tăng thêm đàn hồn hoa ngưng luyện, bản thân đã có được chút tâm trí tương đối độc lập mình và gã tách ra liên hệ nhiều năm như vậy tu vi của gã đã dần trưởng thành đồng thời tâm trí càng thêm hoàn mỹ nói theo một ý nghĩa nào đó đối phương là chính mình cũng không phải chính mình nếu như lúc trước mình lịch luyện các nơi trong tiên giới thật ngoài ý muốn bị vẫn lạc chỉ cần có hóa thân này chính mình xem như không bị thần hồn câu diệt bởi vì chính mình mượn sợi thần hồn kia có thể tùy thời thu hồi quyền khống chế tuyệt đối hóa thân này cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, chính mình bây giờ bất luận là tu vi hay là lực lượng thần thức đều hơn xa hóa thân, tự nhiên cũng không cần phải lo lắng bị phản phệ. Đương nhiên đó là vạn bất đắc dĩ, lúc đó bộ phân thân này sẽ triệt để mất đi bản thân. Về sau sẽ không thể giống như bây giờ thay mình chấn thủ nơi này. Ta có một chuyện muốn nhờ. Nửa ngày sau, Hàn Lập mở miệng nói, người ta vốn là một thể, cần gì hai chữ muốn nhờ, có chuyện cứ nói thẳng là được. Thân sắc địa trích hóa thân không thay đổi nói. Hàn Lập do dự một chút, đưa tay khẽ vuốt qua khuôn mặt của mình. Theo một trận thanh quang trải qua, cấm chế che lấp trên mặt hắn bị triệt hồi, lộ ra diện mục thật sự. Chỉ thấy ngay chỗ mi tâm hắn quấn quanh hắc vụ, ở giữa ngưng tụ ra một phù văn kỳ lạ, mà trong hai mắt hắn lóe ra đạo đạo huyết quang, trong con người thẩm thấu ra một cỗ hung sát chi ý vô cùng mãnh liệt. Địa trích hóa thân nhìn chằm chằm phù văn trên mi tâm Hàn Lập, đột nhiên giật mình, cảm giác phù văn kia tựa như là một gương mặt dữ tợn hung ác, phía trên ô quang mãnh liệt, tựa hồ tùy thời sẽ phá vỡ huyết nhục chui ra ngoài. Đây là cái gì? Địa trích hóa thân tuy là từ thần hồn Hàn Lập tách ra, có quan hệ dây mơ dễ má với Hàn Lập, nhưng dù sao đã lâu không liên hệ, căn bản không rõ chính mình đang thấy cái gì. Ngay sau đó, gã nhíu mày lại, kinh hãi nói tu vi cảnh giới của ngươi. Lúc trước Hàn Lập đã ẩn giấu tu vi thật sự, giờ phút này mới chính thức hoàn toàn không giữ lại mà hiện lộ ra. Tu vi ta bây giờ đã là đại la sơ kỳ đỉnh phong, bị ác thi quấy nhiễu gặp phải cửa ải lớn chảm thi. Hàn lập thấy thế, cười khổ một tiếng, chậm rãi nói. Đại la, tu sĩ đại la cảnh, cho dù là địa trích hóa thân, giờ phút này cũng thực sự cảm thấy khó tin. Bình thường đi trên con đường địa tiên, có tín ngưỡng chi lực của tín đồ gia trì, trên con đường tu hành xem như đi đường tắt, chỉ cần tín đồ đủ nhiều, tốc độ tu hành càng tiến nhanh một bước. Đoạn thời gian qua, bởi vì hắc phong hải vực phong bế, hoàn cảnh tương đối đặc thù, thêm nữa hàn lập đánh xuống cơ sở, tốc độ phát triển thế lực và tín độ ô mông đảo có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nhờ vào đó, tốc độ tu hành địa trích hóa thân đã không chậm, nhưng so với hàn lập, thực sự không chút ý nghĩa nào. Nói như vậy, liên quan đến chuyện trảm thi, ta có thể giúp ngươi. Địa trích hóa thân ngây người một chút, sau đó hỏi. Không sai, trảm thi khó khăn ở chỗ tranh chấp cùng thi hồn, chém ra bên ngoài cơ thể. Tam thi đều là chấp niệm bản thân, lực lượng tăng trưởng cơ hồ nương theo quá trình trưởng thành của tu sĩ, chỉ dựa vào lực lượng thần hồn bản thân, muốn vung đao tự đoạn, độ khó to lớn có thể đoán được. Ta may mắn đạt được một môn bí thuật trảm thi, có thể chuyển chuyển ác thi vào trong cơ thể ngươi, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hàn lập gật đầu nhẹ, chậm rãi nói ra, phong hiểm thế nào, địa trích hóa thân hỏi thẳng, quá trình trảm thi vốn phong hiểm, hơi không cẩn thận, thần hồn nguyên bản của ta có thể bị ác thi cắn nuốt, từ đây tính tình thay đổi lớn, đi theo con đường ác thi. Mặt khác, cho dù trảm thi thành công, phong nhập nó vào trong cơ thể của ngươi, nó cũng có tỷ lệ rất lớn chiếm bộ thân thể địa tiên của ngươi. Hàn Lập nói ra, nói vậy, chính là dùng ta làm vật chứa tiếp dẫn này. Lông mày địa trích hóa thân cao lại, hỏi, đúng là như thế, Hàn Lập gật đầu nhẹ nói, nếu là ngươi, sẽ đáp ứng sao? Địa trích hóa thân lộ ra vẻ cổ quái, hỏi, kỳ thật ngươi cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Vùng biển ô mông đảo này, chúng tín đồ nhiều như vậy, thời gian dài như vậy đến nay, theo ta thấy nguyên nhân lớn nhất ngươi không thể bước vào cảnh giới thái ất, chính là khả năng tiếp nhận tín ngưỡng lực có hạn, không đủ để giúp ngươi đột phá hạn chế cảnh giới, đúng không? Hàn lập hỏi lại, không sai, địa trích hóa thân nghe vậy, trầm mặc một lát, gật đầu nói. Ta có biện pháp giúp ngươi thoát ly trói buộc thân thể địa tiên, từ đây không còn dựa vào tín ngưỡng chi lực nữa. Hàn lập nói, năm đó luyện chế ra bộ thân thể này, ta nghĩ không ai rõ ràng hơn ngươi. Mà liên hệ giữa thân thể địa tiên này và ô mông đảo, ta nghĩ cũng không ai rõ hơn ngươi, bây giờ sao nói chặt đứt là có thể chặt đứt. Địa trích hóa thân lắc đầu, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng hàn lập. Cái này ta tự nhiên biết rõ, trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, liên hệ giữa thân thể địa tiên của ngươi và ô mông đảo lại càng thêm chặt chẽ. Bất quá ngươi không biết, trên thân ác thì mang theo năng lượng cường đại đến cỡ nào, một khi nó tiến vào trong cơ thể ngươi, để thích ứng với thân thể ngươi, tất nhiên sẽ tiến hành cải tạo thân thể địa tiên của ngươi. Lấy sự gắng sức của đại la chi lực, chặt đứt ràng buộc tín ngưỡng chi lực, cũng không phải là việc khó gì. Hàn Lập nói tiếp, địa trích hóa thân nghe vậy, lâm vào trầm tư, sau nửa ngày mới hỏi, việc này thật có thể thực hiện. Cho dù không dám chắc chín phần, nhưng cũng có bảy tám phần. Hàn Lập gật đầu nói, chặt đứt ràng buộc tín ngưỡng chi lực, chúng nhân ô mông đảo sẽ thế nào? Địa trích hóa thân hỏi, không nói đến Lạc Phong bây giờ đã là tu sĩ cấp bậc chân tiên, người nếu nguyện ý che chở bọn hắn, lưu lại nơi đây trăm năm, dựa vào ta lưu lại cho bọn hắn tiên thực linh thảo và pháp bảo đồ vật đủ để cho bọn hắn không sợ bất kỳ thế lực nào ở hắc phong đảo huống hồ đoạn tuyệt cong đường tổ thần đối với bọn hắn chưa hẳn không phải chuyện tốt hàn lập nói địa trích hóa thân sau khi nghe xong thật lâu mới gật đầu nhẹ xem như chấp nhận thuyết pháp của hàn lập việc này nói đến thì đơn giản nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng đầu tiên là thân thể ngươi chưa hẳn có thể tiếp nhận năng lượng khổng lồ do ác thi nhập thể mang tới thứ đến là thần hồn của ngươi nếu không được bảo hộ, tất nhiên sẽ bị ác thi thôn phệ, triệt để biến thành mồi ăn của hắn. Hàn lập tiếp tục nói, ngươi đã có biện pháp ứng đối. Địa trích hóa thân hỏi, không sai, trước đó để lạc phong kiến tạo đại trận, chính là rèn luyện thân thể địa tiên cho ngươi. Còn thần hồn của ngươi, trước khi tiến hành nghi thức, ta sẽ lấy bí pháp phong tồn lại, đến lúc đó ngươi sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Ác thi không thể nhận ra sự tồn tại của ngươi, đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Hàn Lập nói, rơi vào trạng thái ngủ say, địa trích hóa thân trần chờ hỏi, không cần lo lắng, trước lúc này ta sẽ giam cầm nhục thể của ngươi tại thiên sương đảo này, sau khi ác thi chiếm cứ thân thể địa tiên của ngươi, chỉ có hoàn thành cải tạo khống chế thân thể mới có thể thoát khỏi giam cầm. Đến lúc đó ta cũng đã thành công vững chắc cảnh giới đại la trung kỳ, bắt giữ hắn cũng bất quá là giơ tay nhấc chân mà thôi. Sau đó, chỉ cần lấy bí pháp tách hắn ra, một lần nữa phong ấn là được. Hàn lập khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Nói như vậy, còn có một điểm mấu chốt, đó chính là ngươi cần triệt để khống chế thân thể hắn trước khi thoát khốn, vững chắc cảnh giới đại la trung kỳ. Địa trích hóa thân cao mày nói, so với phong hiểm trùng điệp trước mắt, điểm này với ta thật sự không tính là gì. Hàn lập tự tin nói, nếu thế, việc này có thể, địa trích hóa thân lại tự định giá một lát, nói ra. Hàn lập sau khi nghe xong, sắc mặt buông lỏng, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Muốn thuyết phục chính mình, thật không phải chuyện dễ, dù sao phải hoàn toàn phối hợp với hóa thân, mới có thể đạt tới hiệu quả bí thuật trảm thi tốt nhất. Thời gian nhoáng một cái, đã qua 7 ngày, hắc phong hải vực, trên một mảnh thủy vực, mặt nước hiện ra hào quang màu đen, khắp nơi có thể nhìn thấy từng mảnh hắc lân san hô trồng chất thành đá ngầm, triệt để nằm dưới mặt biển, có cái cao thấp lồi ra trên mặt biển. Mặt biển nơi khác mặc dù cũng có sóng gió, nhưng đại thể tình thế bình ổn. Nhưng vừa đến nơi đây, nước biển khuấy động trên đá ngầm, khắp nơi nhấc lên sóng lớn trăm trượng, thanh thế ngập trời trung tâm vùng hắc tiểu thủy vực này, đứng lặng một hòn đảo màu xám trắng cổ quái. Tới gần hòn đảo có thể thấy được đá ngầm màu đen, tiến vào trung tâm đảo liền biến thành màu xám trắng, từ xa nhìn lại giống như một tầng xương lạnh. Giờ phút này, trên bầu trời có ba bốn bóng người bay đến, rơi xuống trên đảo. Trong đó, một tên nam tử mặc thanh bào và một tên nam tử áo lam, ngoại trừ phục sức khác nhau, ngoại hình lại giống nhau y hệt, chính là hàn lập và địa trích hóa thân của hắn. Về phần hai người khác, theo thứ tự là Lạc Phong và Kim Đồng. Mấy người đi vào chính giữa hòn đảo, phát hiện đỉnh núi hòn đảo đã được dọn sạch triệt để, hình thành một khu vực trống trải. Trên đó đã xây dựng một tòa tế đàn lục giác màu lam cao mấy chục trường. Trường 1272, chuẩn bị thỏa đáng. Liễu đại nhân, pháp trận tế đàn này được tu kiến hoàn toàn theo yêu cầu của ngài, còn lại linh tài không dùng hết, tất cả đều ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, Lạc Phong đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật màu đen, Vừa rồi lúc Hàn Lập bay tới, đã tra xét tế đàn, tu kiến rất hợp quy tắc, không có vấn đề gì. Lúc này thấy Lạc Phong đưa tới, hắn phất phất tay nói, người cứ giữ đi. Đa tạ liễu đại nhân, trong lòng Lạc Phong vui mừng, vội bái tạ nói. Phương pháp vận chuyển pháp trận, ta đã truyền thụ cho ngươi, sau đó ta sẽ để kim đồng ở đây hộ trận cho ngươi, ngươi cứ yên tâm tu luyện. Chỉ là thời gian không nhiều, chỉ có 77-49 ngày thôi. Hàn Lập nói. Nếu như pháp trận này thật lợi hại như lời ngươi nói, vậy 49 ngày đã đủ. Địa trích hóa thân nói, Lạc Phong đứng ở một bên, nhìn hai người nói, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hàn lập nhìn thấy, nhưng không nói gì, mà phi thân rơi vào trên tế đàn. Hắn đi một vòng quanh tế đàn, cổ tay chuyển một cái, lấy ra từng viên đá tròn ẩn chứa lực lượng thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm, khảm từng viên vào trên lỗ pháp trận. Tốt, người có thể vào trận bắt đầu rồi. Làm xong, hắn trở lại trên mặt đất, nói. Địa trích hóa thân gật đầu nhẹ, lập tức thân hình nhảy lên, rơi vào giữa tế đàn, khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu, theo một trận thanh âm ngâm tụng, toàn bộ tế đàn đung đưa kịch liệt, trên đó sáng lên từng đạo quang trụ trùng thiên, phóng nhập vào trong thiên vân, lập tức tạo thành một vòng xoáy như cái phễu to lớn vô cùng. Bốn phía trên không hải vực, thiên vân trào lên như sóng lớn, từng luồng từng luồng linh khí thủy thuộc tính bàng bạc từ bốn phương tám hướng tụ lại, tụ tập vào phía trong vòng xoáy, tiếp theo rủ xuống trên tế đàn địa trích hóa thân tắm rửa trong đó, quanh thân lập tức sáng lên lam quang, hóa thành hình dáng tinh thể trong suốt, thu nạp những thiên địa linh khí kia tới. Ngươi lưu lại nơi này, hộ pháp cho hắn 49 ngày. Hàn lập vỗ vỗ bả vai Kim Đồng, nói, biết rồi, đại thúc, Kim Đồng không yên lòng gật đầu nhẹ, nói, trong lòng Hàn lập biết, chưa ăn những thiên tài địa bảo kia, trong lòng nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì khác, nhờ nàng thực sự không quá thực tế. May mà nơi đây vắng vẻ, cách xa thế lực thiên đình, ngược lại coi như an toàn, nếu thật có người lỗ máng, chỉ cần kim đồng hơi tản mát ra chút khí tức, cũng đủ để làm đối phương biết khó mà lui. Lạc Phong, người cùng ta trở về ô mông đảo, Hàn Lập nhìn Lạc Phong, nói, Lạc Phong gật đầu nhẹ, đi theo Hàn Lập ngự phong rời đi. Ta biết người thấy những chuyện này, trong lòng đầy nghi hoặc, đúng không? Bay vào giữa không chung, Hàn Lập lơ lửng giữa không chung, chờ Lạc Phong đuổi tới trước người, mở miệng hỏi. Lạc Phong không biết trả lời thế nào, đành phải gật đầu nhẹ lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm ngươi, chuyện là thế này. Hàn lập lập tức nói rõ chuyện cải biến địa trích hóa thân cho Lạc Phong nghe, chỉ là liên quan tới chuyện trảm thi, tự nhiên bị hắn giấu không nói. Hai người chậm rãi bay trở về phía ô mông đảo, thần sắc Lạc Phong lúc đầu hoảng sợ, nhưng nghe đến Hàn lập đã an bài tốt hậu sự, thần sắc mới dần khôi phục như thường. Liễu đại nhân, ô mông đảo chúng ta có thể tồn tại, hưng thịnh như ngày hôm nay, không thể thiếu sự giúp đỡ che chở của ngài. Việc này lúc đầu ngài không nói cho ta, bây giờ nếu an bài chu đáo chặt chẽ như vậy, ta tuyệt không dám nghĩ nhiều, hết thải tuân theo đại nhân an bài. Cuối cùng, Lạc Phong ôm quyền thi lễ thật sâu với Hàn Lập, nói. Như vậy rất tốt, Hàn Lập thấy thế, hài lòng gật đầu nhẹ. Trong một thời gian sau đó, Hàn Lập liền lưu lại ôm mông đảo, âm thầm giúp đỡ Lạc Phong an bài công việc sau này. Một hòn đảo trước kia dùng tín ngưỡng và huyết mạch gắn bó, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Cho nên, Hàn Lập bắt đầu từ cơ bản nhất, từ trong đảo chọn ra một nhóm đứa bé có căn cốt thiên tư thượng giai, lấy tổ thần phụng dưỡng làm tên, tập trung đến tổ thần điện, truyền thụ cho bọn chúng pháp môn tu hành cơ sở. Chỉ cần cải biến hạt giống gieo xuống, có lạc phong âm thầm tiến hành dẫn đạo và bồi dưỡng, ôm mông đảo dần dần diễn biến thành một nơi tu tiên giống với tông môn thế gia, sẽ chỉ là vấn đề thời gian. 7749 ngày sau, Hàn Lập rời ôm mông đảo, đi tới thiên xương đảo. Vừa về tới trên đảo, Kim Đồng lập tức tiến lên đón đại thúc người đã trở về hóa thân kia bốn ngày trước đã xuất quan một mực tĩnh tọa nơi đó cũng không nói lời nào ta nhìn sắp biến thành hòn đá rồi nàng mở miệng phàn nàn những ngày gần đây nơi này động tĩnh không nhỏ có người đến đây nhìn trộm không hàn lập hỏi các ngươi rời đi đến ngày thứ hai liền lục tục ngon nghe tới mấy đợt đều là thứ quỷ quỷ túy túy cũng không dám tới quá gần ta dựa theo ngươi dặn dò đã đuổi bọn hắn đi kim đồng trả lời ngươi làm sao đuổi hàn lập có chút hoài nghi hỏi cứ dựa theo ngươi nói nói cho bọn hắn là tổ thần ô mông đảo đang bế quan ở đây người không phận sự không được phép tới gần kim đồng tránh ánh mắt hàn lập nói không động thủ đánh người chứ lông mày hàn lập nhíu lại hỏi không có đánh một tên tên kia ta bảo xéo đi còn tặc tâm bất tử vụng trộm trở về dò xét bị ta đánh một cái vào đầu rơi xuống đáy biển nửa ngày không thấy xuất hiện lại kim đồng ngượng ngùng cười một tiếng nói không đả thương tính mệnh hắn chứ hàn lập hỏi không có không có ta không dùng lực bất quá từ khi đánh hắn xong cũng không thấy hắn trở lại kim đồng vội vàng lắc đầu nói hàn lập gật đầu nhẹ không nói gì nữa thân hình nhảy lên đi tới trên tế đàn trong đảo bốn phía tế đàn khảm nạm các loại tiên nguyên thạch thủy thuộc tính giờ phút này đều đã biến thành màu xám trắng tiên linh lực ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng đều đã tụ tập vào thể nội địa trích hóa thân giờ phút này Địa trích hóa thân đang khoanh chân ngồi tại chỗ, toàn thân gã vẫn như cũ duy trì màu tinh lam gần như trong suốt, hình thái tạng phủ thể nội đều đủ, cũng có thể nhìn thấy từng tia từng sợi tín ngưỡng chi lực biến thành tiên linh lực lưu chuyển trong đó, nhưng thủy chung không cách nào cho người ta loại khí tức tươi sống đặc hữu của sinh linh còn sống. Trong đầu hóa thân, có thể nhìn thấy một hư quang bóng người màu thủy lam, nhìn tựa như nguyên anh tu sĩ bình thường, nhưng không linh động rõ ràng như nguyên anh, nhìn tựa như một đoàn xương mù. Thần hồn quy liếm, thân thể tinh thuần đã đạt đến tình huống mong muốn. Hàn Lập gật đầu nhẹ nói, lúc này, hư quang bóng người kia bỗng nhiên tản ra quang mang, như sương khói tản mạn ra khắp nơi, phủ kín toàn thân. Cảm giác thông thấu trên thân gã không còn tồn tại nữa, thân hình lập tức khôi phục bình thường. Ta đã chuẩn bị xong, tiếp theo nên làm thế nào? Địa Trích Hóa Thân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói: Hàn Lập mỉm cười, không nói gì, chỉ tiện tay vung lên, một đạo quang môn màu bạc lập tức hiện lên bên người gã. Ngay sau đó, trong quang môn lóe lên quang mang, một thiếu nữ mặc quần áo màu đen đi ra, chính là đề hồn. Trải qua thời gian dài tu dưỡng, thương thế của nàng đã triệt để phục hồi như cũ, tu vi cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đây là đề hồn, tiếp theo do nàng thi triển thần hồn bí thuật, phong tồn thần niệm hồn phách ngươi, có thể ngươi phải ngủ say một đoạn thời gian. Hàn Lập nói, địa trích hóa thân đánh giá trên dưới đề hồn một chút, há hốc mồm, nhưng không lên tiếng, chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó, gã liền nhắm hai mắt lại lặng chờ đề hồn thi pháp hàn lập thấy thế gật đầu nhẹ với đề hồn đề hồn lập tức đi ra phía trước đi tới trước mặt địa trích hóa thân chỉ thấy nàng giơ tay lên ngón giữa và ngón trỏ khép lại điểm một cái về phía mi tâm địa trích hóa thân trên đầu ngón tay lập tức sáng lên một chút quang mang đỏ sậm như hạt đậu từ đó nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng ba động hình khuyên từng luồng ba động thần hồn cường đại lập tức từ đó truyền ra hàn lập nhìn một lát rồi quay người đi xuống tế đàn cổ tay hắn chuyển động, trong lòng bàn tay lóe lên quang mang, lập tức nổi lên từng đám trận kỳ và trận bàn, đi bố trí khắp nơi trên hòn đảo. Ước chừng hai canh giờ sau, Hàn Lập cơ hồ đều đi qua mỗi một tấc đất trên hòn đảo, bố trí hơn 1.800 trận kỳ và trận bàn mà mình đã chuẩn bị từ sớm. Lúc hắn trở lại trên tế đàn, đề hồn bên kia cũng đã xong việc. Địa trích hóa thân lại khôi phục thành bộ thân thể như tinh thạch màu lam lúc trước, chỉ là đoàn hư quang bóng người hình dáng sương mù trong đầu đã biến mất không thấy, Hàn lập tỏa thần thức ra, cẩn thận tra xét địa trích hóa thân, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bằng vào lực lượng thần thức của ta, cùng liên hệ thần hồn với hóa thân, vậy mà không phát hiện được chỗ thần hồn của hắn, chẳng lẽ bị ngươi đã rút ra bên ngoài cơ thể? Hàn lập nghi ngờ hỏi, chủ nhân không phải đã nói, thần hồn tổ thần không thể rời thân thể địa tiên trong thời gian dài à? Ta làm sao lại làm được vậy chứ? Đề hồn cười cười, nói, nếu vậy, bí thuật phong hồn của ngươi coi như lợi hại, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra manh mối. Hàn lập tán thán, đề hồn nghe vậy, che miệng cười một tiếng, đưa tay điểm một cái vào bàn tay địa trích hóa thân. Nơi lòng bàn tay gã lập tức sáng lên quang mang, từ đó hiện lên một bóng người mơ hồ lớn chừng trái nhãn, lóe lên lại lập tức biến mất không thấy. Như vậy, cho dù ác thi chiếm cứ thân thể địa tiên, cũng vô pháp phát giác thần hồn hóa thân. Hàn lập nói ra, nói xong, cổ tay hắn chuyển động, trong lòng bàn tay hiện ra một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, bắt đầu khắc họa phù trận trên mặt đất. Phù trận này rất phức tạp, hơn xa tất cả pháp trận Hàn Lập đã thấy qua, chỉ là trận đồ đã trồng lên ba tầng. Trong đó tầng trong cùng nhất là một trận văn kiểu dáng âm dương song ngư, tầng tiếp theo là một vòng phù văn hình vuông, tầng ngoài cùng là một vòng phù văn hình khuyên. Trong mỗi một tầng phù văn, đều có từng phù tự lớn chừng ngón cái, bổ sung vào trong đó, chẳng chịt nhiều vô số kể. Sau khi khắc họa phù văn xong, cổ tay Hàn Lập vận chuyển, lấy ra mười mấy viên tiên nguyên thạch và bảy tám bảo vật ẩn chứa khí tức linh lực khác nhau, chia ra đặt trên mỗi một chỗ trận nhãn và trận xu. Khi tất cả đã bố trí xong, trời chiều đã dán tại chỗ rất xa trên mặt biển, nhuộm cả phiến đại dương minh mông thành màu vỏ quýt. Tốt, Kim Đồng lại đi chơi đùa trong gió lốc ở biển xa rồi, người gọi nàng trở về, các người một nam một bắc chấn thủ hai đầu hòn đảo này, áp trận giúp ta. Hàn Lập thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, nói với đề hồn. Được, đề hồn gật đầu nhẹ, quay người muốn đi. Một khi trận pháp tế đàn mở ra, các người cũng mở ra kết giới ta đã bố trí trên đảo, sau đó mặc kệ trên tế đàn xuất hiện tình huống gì, các người cũng không được nhúng tay, một mực giữ vững kết giới hộ đảo, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không cho bất luận kẻ nào ra ngoài, nhớ kỹ chưa? Sắc mặt hàn lập nghiêm lại, dặn dò, nhớ kỹ, đề hôn gật đầu nhẹ, nói, nói xong, thân hình nàng nhảy lên một cái, đưa mắt nhìn hàn lập phía dưới, thoáng qua biến mất trên không thiên xương đảo chương 1273, chảm thi, Hàn Lập chậm rãi thu hồi ánh mắt, phát tay chuyển thân thể địa tiên đang ngồi xếp bằng qua âm ngư đồ của pháp trận, chỉ là vị trí thoáng lệch ra dương nhãn. Bản thân hắn cũng giống thân thể địa tiên, nhưng ngồi ở dương ngư đồ bên này, đồng dạng cũng lệch ra âm nhãn. Sau khi tính tỏa, hắn bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh, điều tiết khí tức, cả người tựa như thi triển vạn khiếu không tịch thuật, tất cả khí tức trở nên tĩnh lặng, cơ hồ giống như thân thể địa tiên kia. Sau một lát, Kim Đồng và Đề Hồn trở về, tự mình đi hai đầu nam bắc hòn đảo chấn giữ. Hai mắt Hàn Lập ngưng tụ, tay bấm pháp quyết, trong miệng vang lên trận trận thanh âm ngâm tụng. Ngay sau đó, phù trận hình khuyên tầng ngoài cùng trên tế đàn sáng lên một mảnh kim quang đầu tiên, ở trong hình như có phản âm tấu vang, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ngưng thực thành một màn sáng hình bán cầu, bảo vệ toàn bộ tế đàn. Trên màn sáng còn thấy từng đoàn từng đoàn chân ngôn Phật gia hiển hiện trên đó, tỏa ra từng đạo kim quang chói mắt. Sau đó, tầng phù văn hình vuông ở giữa cũng sáng lên, bảy tám loại bảo vật đặt trên đó cũng sáng lên quang mang, từ đó dâng lên từng cột quang trụ thông thiên. Thuộc tính mỗi cột khác nhau, có cột quấn quanh lửa nóng hừng hực, có cột ngưng kết băng khí cực hàn, có cột quấn quanh lôi điện nồng đậm, lóe ra điện hoa tím xanh lốp bốp. Vèo vèo, theo từng tiếng tiếng xé gió vang lên, trên những quang trụ này bắn ra từng cây kết băng, hoặc đằng diễm, hoặc hư quang xiềng xích quấn quanh lôi điện, chia ra đâm vào quanh thân thân thể địa tiên như các đại huyệt thiên trung bách hội, đan điền. Những nơi này đều là quan ải trọng yếu ác thi cải tạo thân thể địa tiên, hàn lập đề phòng vạn nhất, trước hết khống chế những vị trí này. Chờ đến tầng 2 pháp trận bắn những sợi xiềng xích xuyên qua thân thể địa tiên giống như bắn bia, lúc này phù trận âm dương song ngư ở giữa trận mới sáng lên một tầng quang mang đen trắng xen kẽ nhau. Khác với dị tượng hai tầng trước, trên tầng phù trận thứ ba cũng chỉ sáng lên một tầng quang mang hơi mỏng. Ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía ngoài tế đàn, rất nhanh liền nhìn thấy, trên toàn bộ hòn đảo cũng sáng lên từng cột quang trụ trùng thiên. Ở trên đó ngưng kết ra một tòa bảo tháp màu vàng tỏa ra kim quang chói mắt, chấn áp lại toàn bộ thiên xương đảo. Thấy kim đồng và đề hồn đã mở ra bảo tháp chân yêu pháp trận, hàn lập thở ra một hơi, hai mắt chậm rãi khép lại, thần niệm đắm chìm trong thức hải. Trong thức hải của hắn, giờ phút này đã là một nửa mây đen dày đặc, một nửa biển máu ngập trời. Sau lần trước giải khai một nửa cách nguyên pháp liên giam cầm, lực lượng ác thi đã tăng trưởng cực nhanh, mặc dù hàn lập đã lần nữa chân áp thêm vài lần nhưng hiệu quả cũng không cao bình thường thì sau khi ác thi thành thai nhất định phải nhanh chóng chém trừ nhưng hàn lập lại không chém mặc kệ đồng thể tồn tại như vậy trong thời gian dài đó vốn là điều tối kỵ trong trảm thi bây giờ tốc độ phát triển ác thi cực nhanh nó đã ăn mòn thức hải hàn lập thập phần nghiêm trọng cơ hồ ngang với vị trí hàn lập nếu lại kéo dài thêm chút thời gian chỉ sợ không cần hàn lập trảm thi ác thi sẽ tự mình thoát khỏi cách nguyên pháp liên giam cầm đến gây chiến với Hàn Lập. Thần hồn Hàn Lập trong thức hải nhanh chân chạy về phía trước, sau lưng sóng lớn mãnh liệt, đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, khí thế bàng bạc cuốn đến va chạm với một nửa huyết hải bên kia. Ác thi vẫn bị cách nguyên pháp liên giam cầm giữa không chung, đứng xuôi tay, trong lúc bất chợt, gã ngẩng đầu, thần sắc của quái nhìn về phía Hàn Lập, nhếch miệng cười nói. Hắc hắc, chờ lâu như vậy, người cũng đã tới. Thế nào, người thật giống như một mực đang chờ ta. Hàn Lập cười cười, hỏi. Ngươi biết rõ không thể vây khốn ta vĩnh viễn, cho nên khi nào phóng thích, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ác thi vặn vẹo cổ một chút, từ tốn nói, không sai, ngươi đã tách ta ra, cho dù ta vây khốn ngươi như vậy, cũng ngăn không được ngươi ngày càng cường đại, phản phệ ta. Cho nên hôm nay ta muốn chém trừ ngươi. Hàn lập nói, nói không biết ngượng, rốt cuộc là ai chém trừ ai, còn chưa biết đâu. Ác thi không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, bây giờ ngươi hoàn toàn chính xác có vốn liếng tranh cao thấp một hồi với ta bất quá ác tính tranh chấp bộ thân thể này cuối cùng sẽ bị thủng trăm ngàn lỗ chúng ta ai cũng không được chỗ tốt hàn lập gật đầu nhẹ nói như thế ta bất quá là một sợi ác niệm của ngươi cho dù tranh đoạt đạo duyên bị hao tổn nhục thân cũng vẫn có lời mà ngươi tính sao cũng bị hao tổn cho nên loại chuyện này hay là ngươi tự lo lắng cho tốt đi ác thi hoàn toàn không khoan nhược lạnh lùng nói ngươi ngược lại nghĩ thông thấu nhưng nếu một khi ta thất bại liêu mạng thần hồn câu diệt cũng muốn cho nổ bộ thân thể này người lúc đó sẽ như thế nào hàn lập bất động thanh sắc nói thêm nghe lời ấy suốt cuộc khuôn mặt ác thi cứng đờ nhưng lập tức cười lên nói ta không tin ngươi sẽ làm đến tình cảnh như thế ngươi diễn hóa ra ta ta chính là ngươi cho dù ngươi bị ta khống chế bằng vào ta làm chủ cũng tốt hơn ngươi thân hồn câu diệt huống hồ ngươi làm việc không đủ quả quyết tàn nhẫn ta so với ngươi càng làm tốt hơn uổng phí ngươi là ác niệm ta biến thành lại không hiểu rõ ta nếu như không tin chúng ta đại khái có thể thử một lần một tay hàn lập đưa về sau một tay đưa ra trước người làm tư thế xin mời ác thì thấy thế trầm mặc lại mặc dù ngoài miệng gã nói như vậy nhưng kỳ thực trong lòng biết rõ chuyện ngọc đá cùng tan bực này hàn lập hoàn toàn có thể làm được nếu ngươi đã tin chúng ta không ngại thương thảo một biện pháp vẹn toàn đôi bên hàn lập đi về phía trước một bước mở miệng lần nữa vừa cười vừa nói biện pháp gì Ác thi hỏi, ta đã sớm chuẩn bị một bộ hóa thân phẩm chất cực cao cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu bình yên tiến vào bên trong, sau khi luyện hóa, có thể giành lấy một cuộc sống mới. Hàn lập đi một vòng quanh ác thi, nói, ha ha, ngữ điệu lừa gạt như vậy, dù là con nít ba tuổi cũng không tin tưởng. Ta và ngươi đại đạo tương xung, ngươi để ta tự do, đây không phải là trải độc bách thế, hậu hoạn vô cùng à. Ác thi nghe vậy, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói trước mắt ta cần chảm thi chuyện sau này cứ để sau hãy nói biện pháp ta đã nói tin hay không tùy ngươi hàn lập đi trở về vị trí cũ ngừng lại mở miệng nói ngươi thật không gạt ta ác thi trần chờ hỏi có lừa ngươi hay không chính ngươi xem xét sẽ biết hàn lập cười cười nói nói xong hắn lập tức buông một phần cấm chế ra ác thi liền phát hiện ra bộ thân thể địa tiên kia tồn tại khí tức vậy mà hợp với ta như vậy xem ra ngươi thật hữu tâm chuẩn bị đã như vậy ta tạm thời tin ngươi một lần ác thi tra xét một chút vậy mà thật sự đáp ứng được hàn lập cười sang sảng một tiếng tâm niệm lập tức khẽ động leng keng nương theo một trận thanh âm xiềng xích run run vang lên cách nguyên pháp liên còn thừa đâm vào thể nội ác thi lập tức lóe lên u quang nhao nhao lui ra hóa thành một mảnh xương mù màu đen tiêu tán mất ác thi chậm rãi đứng dậy thoáng giãn gân cốt toàn thân trên dưới lại như đậu vỡ dị hưởng không ngừng hắc hắc hảo ý của ngươi ngược lại thật sự làm ta cảm động, đáng tiếc tiên khu kia cho dù tốt, cũng không phù hợp bằng thân thể lúc đầu này. Nếu muốn phân ra ngoài, không bằng ngươi đi ra đi. Đầu gã lệch ra, liếc mắt nhìn về phía Hàn Lập, cười gần nói. Ai, hảo tâm xem như ngươi lòng lang giả thú, đã sớm biết ngươi sẽ như thế, nếu thương lượng không được, vậy đành phải dùng sức thôi. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, nói, nói xong, cổ tay hắn vặn một cái, trong lòng bàn tay chấp động điện quang màu vàng, trực tiếp ngưng ra một thanh trường kiếm điện quang, vậy mà giống thanh trúc phong vân kiếm như đúc. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta cam tâm tình nguyện để cho ngươi chém, thế nào? Khóe miệng ác thi nhếch một cái, cười nói. Trong khi nói chuyện, lòng bàn tay gã cũng hiện ra một thanh trường kiếm, bộ dáng giống như thanh trúc phong vân kiếm, chỉ là quấn quanh trên đó không phải là điện quang màu vàng, mà là tia điện đỏ sậm màu máu. Con người hàn lập co rụt lại, xông tới trước một bước, trường kiếm trong tay quét ngang về hướng ác thi ác thi cũng không cam chịu rớt lại phía sau, mũi kiếm trong tay trách lên, đúng là không đón đỡ, mà đâm thẳng về phía hàn lập. ầm um, nương theo một tiếng sét đánh đùng đoàn, trường kiếm trong tay ác thi bỗng dưng lóe lên huyết quang, một đạo điện quang tráng kiện bắn ra, trong nháy mắt kéo dài gấp trăm lần, như một cây huyết mâu đâm thẳng về phía hàn lập. Hàn lập ở giữa không chung, vừa rồi vung ra một kiếm, nhưng cũng là một hư chiêu, cả người mượn lực nhảy lên không chung, đi tới trên đỉnh đầu ác thi chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn quấy một cái trên thân kiếm lập tức bắn ra từng đạo điện mang màu vàng giống như một vòng xoáy lôi điện bao phủ xuống vây ác thi vào chính giữa ác thi thấy tình thế không ổn đang muốn hành động bốn phía dưới chân bỗng nhiên sáng lên phủ văn từng sợi xiềng xích lôi điện trống rỗng từ trong thức hải kéo dài ra tương hợp với lôi điện trên dưới tạo thành một lồng giam màu vàng giam cầm gã vào giữa thân hình hàn lập nhảy lên bay xuống một bên mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn về phía ác thi lôi trận trên mặt đất này bố trí khi nào? Mặt mũi ác thi tràn đầy u ám, đè nén lửa giận, hỏi. Tự nhiên là lúc nói chuyện với ngươi vừa rồi, nếu không, ta vì sao uổng phí miệng lưỡi với ngươi nhiều như vậy chứ? Hàn lập hỏi ngược lại, ác thi nghe vậy, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, đây mới là ngươi, đây mới là ta, ha ha. Hàn lập thấy thần thái gã điên cuồng, lông mày cao lại, trong lòng có chút cảm giác không ổn. Đúng lúc này, theo tiếng cười ác thi không ngừng khuếch tán ra toàn bộ không gian thức hải theo đó bắt đầu chấn động kịch liệt nửa mảnh không gian huyết sắc kia giống như sôi trào lên nước hồ thức hải bốc lên kịch liệt mặt hồ toát ra từng bọt khí màu máu to lớn ở trong có trận trận vũ khí bay lên nhập vào không trung trào lên huyết phân không thôi thủy triều màu máu dưới chân ác thi mãnh liệt cuốn lên che khuất gã và toàn bộ lồng giam lôi điện vào mà lúc sóng máu rơi xuống vậy mà gã đã thoát khốn ra hàn lập thấy thế hai mắt ngưng tụ hai tay lập tức bấm pháp quyết. Ầm ầm, nương theo một tiếng lôi minh chấn thiên vang lên, nửa mảnh không gian thức hải sau lưng Hàn Lập, từng đạo lôi điện màu vàng sen lẫn quấn quanh, chằng chỉ từ trên cao xuyên xuống, trên mặt biển phía dưới cũng nhấc lên từng luồng từng luồng cuồng phong sóng lớn. Chương 1274, thoát ly khống chế. Toàn bộ không gian thức hải trong lúc nhất thời tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, trong khoảnh khắc tràn ngập cuồng phong nộ lôi, đồng thời càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng, Ác Thi và Hàn Lập bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm, chỉ vọt mạnh tới đối phương. Theo thân hình hai người vọt tới trước, không gian thức hải một phân thành hai, cũng triệt để lâm vào trạng thái cuồng bạo, tuôn tới đấu đá nhau. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hàn Lập và Ác Thi không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mỗi bên tung ra một quyền, nhìn như thản nhiên va chạm vào nhau. Theo sát phía sau, hai mảnh thức hải cũng đồng thời chạm nhau, lập tức giao hòa cùng nhau. Trên không trung, huyết phân cuồn cuộn, lôi điện giao hòa, mặt biển phía dưới thủy triều ngập trời xâm nhiễm vào nhau không bên nào nhường bên nào muốn thôn vệ bên kia cho thống khoái hàn lập cảm thấy thần hồn rung mạnh tựa như bị xé rách hắn không cân nhắc quá nhiều điên cuồng thôi động luyện thần thuật vận chuyển dốc hết tất cả lực lượng thần thức đánh với ác thi vẫn chưa rõ sao trong thức hải ta đã chiếm ưu thế ngươi càng nổi giận lực lượng của ta càng cường đại ha ha hãy để lửa giận của ngươi thiêu đốt mãnh liệt hơn một chút đi ác thi không những vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào, còn mở miệng châm chọc. Nói xong, gã ngang nhiên phát lực, song trưởng ra sức đẩy về phía trước, một cỗ lực lượng cường đại theo đó cuốn tới. Nửa mảnh không gian áp bách không ngừng đấu đá nhau, Hàn Lập dốc hết toàn lực vẫn bị đẩy lùi về phía sau. Đối chiến nhau, huyết sắc thức hải đại biểu cho Ác Thi cũng chiếm thế chủ động, áp bách tới nửa mảnh không gian bên này. Mà theo nó chiếm cứ không gian càng ngày càng nhiều, màu đỏ như máu trong đó lại lặng yên biến mất, nhìn tựa hồ từng bước khôi phục bình thường hàn lập thấy vậy không chút nào vui mừng ngược lại càng thêm kinh hãi cảnh tượng trước mắt này mang ý nghĩa ác thi đang dần dần thay thế hắn trở thành chính thức mảnh không gian thức hải này một khi nửa không gian thức hải bên hắn bị triệt để áp bách tới thần thức bản thể của hắn sẽ phản chủ làm khách bị thức hải bài xích đến lúc đó kết cục tốt nhất chính là thoát khỏi thức hải như chó nhà có tang bị khu trục ra ngoài nếu không sẽ bị triệt để thôn phệ đồng hóa ha ha người thua ta sẽ triệt để thay thế ngươi, yên tâm đi, ta sẽ để cho tên của ngươi, vang vọng toàn bộ tiên giới. Ác thi thấy Hàn Lập liên tục bại lui, trong lòng vui sướng đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói cao hứng quá sớm, cũng không phải là thói quen tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một âm dương song ngư đồ to lớn vô cùng, bỗng nhiên hiện lên dưới thân Hàn Lập và Ác thi, như một mặt kính tròn to lớn, che phủ hai người. Hai người bọn họ phân biệt đứng ở trên mắt cá mỗi bên. Không, tại sao như vậy? Ác Thi cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, trên âm dương song ngư bỗng nhiên sáng lên quang mang hai màu trắng đen, bỗng nhiên xoay tròn một cái, toàn bộ không gian thức hải trong nháy mắt bị nghịch chuyển qua. Chém, hai mắt Hàn Lập ngưng tụ, trong miệng quát lớn một tiếng, song quyền đột nhiên đập xuống. Ở trong không gian thức hải chỉ một thoáng sóng lớn quay cuồng, trong nháy mắt ép tới, không gian vốn phân liệt rốt cuộc tại thời khắc này, một lần nữa quy nhất. Cùng lúc đó, trên tế đàn thiên sương đảo, thất khiếu hàn lập đã sớm chảy máu, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đoàn ô quang từ trong đôi mắt hắn bỗng nhiên tách rời ra. Phía sau kéo dài theo một cỗ tiên linh lực ngưng thực cường đại, như một tầng áo ngoài bọc lại đoàn ô quang kia. Trong nháy mắt ly thể, đoàn ô quang tựa hồ vẫn không chịu bỏ qua, vậy mà lần nữa quay đầu, bay đến chỗ nghi tâm hàn lập. Nhưng mà, nó vừa mới bay tới, trong âm nhãn dương ngư bên người hàn lập, đột nhiên sáng lên một đạo huyễn quang, hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ dương nhãn âm ngư bên kia, đoàn ô quang lại lần nữa bay ra, đánh thẳng vào mi tâm bộ thân thể địa tiên kia, chui một phát vào, không thấy tung tích. Không, toàn bộ tế đàn yên tĩnh sau mười mấy hơi thở, đột nhiên vang lên một tiếng gào thét oán hận. Chỉ thấy hai mắt bộ địa trích hóa thân kia lại mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác phẫn nộ, xếp bằng ở nguyên địa, hai tay ôm đầu, thần sắc dãy ruộng. Giữa không trung, từng đợt phản âm không ngừng vang lên. Ác thi nghe thấy tâm phiền ý loạn, nhưng khi gã giấy ruộng đứng dậy, lại phát hiện chính mình căn bản không khống chế được bộ thân thể này, trong lòng càng nổi giận. Hàn lập ngồi đối diện gã, giờ phút này trên mặt còn mang theo từng vết máu, toàn thân khí tức chập trùng không ngừng, nhìn bộ dáng có chút thê thảm. Nhưng mà trên thân hắn, 840 tiên khiếu cũng đã được quán thông, tu vi thình lình đã đạt đến cảnh giới đại la trung kỳ. Chỉ là, ác thi ly thể mang theo một phần tiên linh lực, hắn muốn ổn định khí tức triệt để ngồi vững tại cảnh giới đại la trung kỳ vẫn cần toàn lực điều tức một đoạn thời gian đừng nói ta không nhắc nhở ngươi bộ thân thể này ngươi phải tổn hao một phen công phu mới có thể sử dụng được tự giải quyết cho tốt đi sắc mặt hàn lập bình tĩnh nói xong câu đó liền tự mình một lần nữa nhắm hai mắt lại ác thi nghe lời ấy lại xem xét từng sợi xiềng xích đâm xuyên trên người mình rất nhanh liền minh bạch ý đồ hàn lập hắn đây là muốn dùng thân thể này làm lồng giam vây khốn chính mình trong lòng của gã mặc dù phẫn nộ tới cực điểm giờ phút này cũng phải lập tức đè xuống ý đồ luyện hóa bộ thân thể này nhưng mà theo lực lượng ác thi lưu chuyển trong thân thể địa tiên nguyên bản tiên khu không mảy may có sinh mệnh khí tức vậy mà nhanh chóng phát sinh biến hóa thân thể như lam tinh kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển hóa thành nhục thân trong thể nội từng đạo linh lực không ngừng lưu chuyển trên dưới vậy mà như đào bới đường rãnh nước chảy thành sông trong thân thể địa tiên mở ra từng đầu kinh lạc núi liền hết thải tạng phủ trong đó. Lồng ngực thân thể địa tiên chậm rãi nhấp nhô, vậy mà thật tỏa ra sinh cơ. Hàn lập đang tĩnh tọa điều tức, tự nhiên đã sớm phân ra một sợi thần thức, thời khắc chú ý biến hóa trên người thân thể địa tiên. Hắn thấy tình hình này, trong lòng căng thẳng, không thể không lần nữa tỉnh lại. Trình độ phù hợp giữa ác thi và tiên khu này thực sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn, giờ phút này tốc độ cải tạo cũng làm hắn không khỏi lòng sinh lo lắng. Ngay lúc hắn muốn tạm dừng tu luyện, vận chuyển pháp trận, trấn áp ác thi, dị biến phát sinh. Ác thi ngồi đối diện hắn, vậy mà xuất thủ trước. Chỉ thấy quanh thân gã đột nhiên sáng lên quang mang làm vũ lất phất, sát khí trùng thiên lúc đầu vậy mà biến mất không còn tâm thích, toàn thân nhộn nhạo lên, rõ ràng là từng vòng từng vòng lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính nồng đậm. Khí tức trên thân gã cũng theo đó liên tục tăng lên. Không tốt, Hàn Lập nói thầm một tiếng, ngửa đầu nhìn thoáng qua màn sáng màu vàng che kín trên đỉnh đầu. Trên màn sáng màu vàng có chân môn Phật gia và phản âm chấn áp, vốn nhằm vào sát khí trùng thiên của Ác thi, không ngờ tên này và thân thể Địa Tiên sau khi dung hợp, vậy mà thu liếm sát khí sạch sẽ. Ầm, um, nương theo một tiếng vang thật lớn, trên thân thể Địa Tiên do Ác thi chiếm cứ đại phóng tinh quang màu lam, một tầng sóng nước màu lam giống như thực chất đột nhiên xông ra, đúng là trực tiếp tách xiềng xích bốn phía ra. Ngay sau đó, thân ảnh gã đứng trên một đầu thủy long do sóng nước màu lam biến thành, phóng lên tận trời đánh thẳng lên màn sáng màu vàng kia. Ông, một thanh âm một ngạt vang lên, màn sáng màu vàng cũng không tán loạn, ngược lại thủy long kia sụp đổ, rơi xuống một mảnh bọt nước. "Chạy đi đâu?" Hàn Lập hét lớn một tiếng, năm ngón tay uốn lượn như chảo chụp đến mắt cá chân ác thi. Lúc sắp bắt được, mắt cá chân ác thi đột nhiên lóe lên lam quang, trực tiếp hóa thành thủy dịch tản mạn ra khắp nơi. Một chảo Hàn Lập bắt hụt, liền muốn bắt lại, đỉnh đầu liền ầm một tiếng nổ đùng. Tầng màn sáng màu vàng kia trực tiếp vỡ ra, thân hình ác thi lóe lên nhảy ra, bay khỏi tế đàn, cũng không quay đầu lại mà bay thẳng lên không trung. Đúng lúc này, trên không trung, hào quang màu vàng bỗng nhiên sáng lên, cực kỳ chói mắt. Trong kim quang bao phủ, một tòa kim tháp 7 tầng toàn thân sáng chói kim quang đột nhiên hiển hiện hư không, nhanh chóng rơi xuống, chụp thẳng ác thi vào trong. Thân ảnh Hàn Lập cũng ngay sau đó từ trên tế đàn bay xuống, nhanh chóng truy đuổi tới trên bầu trời. Nhưng mà, còn không đợi hắn đuổi tới phụ cận, trên bầu trời lại truyền tới một tiếng ầm ầm rung trời chỉ thấy đỉnh bảo tháp màu vàng kia bạo liệt ra một mảnh kim quang phá vỡ một lỗ hồng khổng lồ một mảnh hắc quang nồng đậm từ đó phun ra ngoài bên trong mơ hồ lộ ra một vòng bảo luân màu đen không trọn vẹn Hàn lập tập trung nhìn vào gần xanh Thái Dương lập tức nổi lên tên ác khi kia vì thoát khốn vậy mà tự bạo trọng thủy chân luân lần này là ta chủ quan bộ thân thể này ta nhận ngày sau lại đến quấy giày một tiếng hét to mang theo oán độc từ trên không trung truyền đến theo sát phía sau, một tia ô quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tiến vào trong biển rộng, kích thích một cơn sóng cự lãng ngập trời. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, vội vàng đuổi theo. So với phong hiểm cảnh giới chưa vững chắc mang đến, để ác thi không bị khống chế đào thoát sự kiểm soát của mình, tương lai sẽ mang đến cho mình phiền phức không thể nào đoán trước. Chính mình không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải thừa dịp đối phương còn suy yếu, triệt để bắt lại. Lúc trước hết thầy nói rất dài dòng, kỳ thực từ khi ác thi bạo khởi tránh thoát cách nguyên pháp liên đến khi bị hàn lập mượn trận thế chân áp lại đến khi ác thi khống chế thân thể địa tiên thoát khốn ra trước sau cũng bất quá thời gian một nén hương mà thôi kim đồng và đề hồn chấn giữ hai đầu hòn đảo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thấy tình hình này cũng vội vàng đuổi theo trong nháy mắt hàn lập đã đuổi theo ra ngoài ngàn dặm tứ phương mờ mịt đã không thấy bóng dáng ác thi đành phải treo giữa không trung vận chuyển luyện thần thuật xem xét dầu vết tung tích đại thúc xảy ra chuyện gì Chảm thi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Kim đồng đuổi tới, vội hỏi. Thân thể địa tiên nhận vô số tín ngưỡng chi lực ăn mòn, ở trong không thiếu các loại chấp niệm báo thù hung ác, trình độ phù hợp với ác thi cực cao, tốc độ nó khống chế tiên khu vượt xa dự đoán, ta đã để cho nó chạy thoát. Giờ phút này nó tiến vào trong biển, khí thức cảnh giới của ta lại bất ổn, luyện thần thuật cũng vô pháp phát huy toàn lực, mất tung tích của nó rồi. Sắc mặt hàn lập tái xanh, thở dài, chậm rãi nói ra. Lúc này, Đề hồn đã đuổi sát tới, một tay điểm lên mi tâm của mình, một ngón tay chỉ về phía trước, hô to với hai người. Bên hướng kia, tốc độ thật nhanh, chúng ta có nên. Đuổi theo, Hàn Lập nghe vậy, vội nhìn theo hướng đề hồn chỉ, mau chóng đuổi theo. chương 1275, Quỷ Môn, dưới sự chỉ dẫn của đề hồn, Hàn Lập đuổi theo hướng ác thì bỏ chạy bằng tốc độ nhanh nhất. Với tu vi đại la trung kỳ của Hàn Lập hiện tại, trong chớp mắt đã đuổi theo được hơn trăm vạn dặm tuy rằng hắn có thể thông qua thần thức tập trung cảm ứng được vị trí của ác thi nhưng không biết ác thi dùng thủ đoạn gì mỗi lần hàn lập rút ngắn khoảng cách còn khoảng vạn dặm độn tốc của ác thi lập tức tăng lên nhanh chóng sau đó lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người cả hai một đuổi một chạy bất chi bất giác đã tới biên giới hắc phong hải vực lọt vào trong tầm mắt của hàn lập là toàn khói đen lượn lờ cuồng phong gào thét từng luồng âm phong màu đen nối liền trời đất làm cho người trùn bước không xong lạc phách kinh phong hàn lập lẩm bẩm trong miệng trên người bỗng sáng lên kim quang viên luân màu vàng xuất hiện ở sau lưng cấp tốc xoay tròn cả người bắt đầu mở đi bất quá vào thời khắc này trên người ác thi cũng sáng lên kim quang tốc độ đột nhiên nhanh hơn đi trước một bước so với hàn lập đâm vào trong âm phong màu đen biến mất không thấy gì nữa hạc hạc muốn bắt ta đợi thêm trăm vạn năm nữa đi trong không trung chỉ còn tiếng ác thi vang vọng quanh quẩn sắc mặt hàn lập trầm xuống thần thức trong nháy mắt khuếch tán ra tràn vào trong âm phong màu đen nhưng trong tích tắc này ác thì không biết đã thi triển thần thông gì vậy mà biến mất vô tung vô ảnh thần thức cũng tra xét không được hàn lập suy nghĩ một chút tuy nhiên vẫn chưa vội truy đuổi vào trong lưu lại ác thi chính là để lại hậu hoạn nhưng bản thân vừa mới tiến cấp cảnh giới bất ổn tùy tiện xông vào không phải là cử chỉ sáng suốt cân nhắc thiệt hơn trước mắt nếu lần này không thể bắt giữ ác thi cũng chỉ có thể để lần sau tìm cách xử lý chủ nhân hãy thả ta ra ngoài vào thời khắc này trong đầu vang lên tiếng của đề hồn. Hàn lập nghe vậy, khẽ vung tay lên, không gian bên cạnh hắn rung nhẹ, bóng người đề hồn hiện ra, ánh mắt lấp lánh nhìn về lạc phách kinh phong phía trước. Đề hồn, người phát hiện gì sao? Hàn lập dò hỏi, ta cảm giác được một cỗ khí tức rất quen thuộc bên trong âm phong, hơn nữa. Đề hồn vừa nói vừa bấm niệm pháp quyết, một chiếc đỉnh nhỏ đỏ sẫm xuất hiện trước người nàng, đúng là Diêm La Chi Đỉnh. Hiện tại, mặt ngoài Diêm La Chi Đỉnh nổi lên từng trận hào quang, Hướng về chỗ sâu trong Lạc Phách Kinh Phong dục dịch, tựa hồ muốn bay vào đó. "Ngươi hãy mau gọi tên Tôn Trọng Sơn ra đi." Hàn Lập dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Đề Hồn khẽ giật mình, sau đó lập tức gật đầu, giơ tay lên khẽ vẫy, bóng Tôn Trọng Sơn bỗng hiện ra ở gần đó. Gã nhìn xung quanh vài lần, ánh mắt dừng lại trước âm phong màu đen, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Như thế nào, Tôn đạo hữu đã tới nơi này?" Hàn Lập nhìn thấy sắc mặt của Tôn Trọng Sơn, lông mày khẽ động hỏi: Tôn Trọng Sơn chậm rãi gật đầu, tiếp tục nhìn về phía Lạc Phách Kinh Phong, ánh mắt chấp động, dường như đang suy nghĩ gì đó. Chủ nhân chẳng lẽ đã từng tới nơi này, đề hồn thăm hỏi, cách đây rất lâu ta đã từng xâm nhập vào phiến khu vực này, nhưng do nhiều nguyên nhân nên cũng không đi vào quá sâu. Những thứ âm phong này gọi là lạc phách kinh phong, bên trong hầu như vô biên vô hạt, và lại ở sâu bên trong khí âm hàn vô cùng nồng đậm, có một vài sinh vật tương tự như âm thú. Có lời đồn về hắc phong hải vực rằng, Lạc phách kinh phong ở nơi này được thổi ra từ u minh quỷ vực. Hàn lập sờ lên mũi, dùng giọng điệu chân thật nói ra. U minh quỷ vực có lẽ lời đồn này là thật, ánh mắt đề hồn híp lại có chút hưng phấn nói. Người tựa hồ rất hứng thú với lạc phách kinh phong. Hàn lập hỏi, ta muốn thử vào nhìn xem liệu có được không. đề hồn nhìn về phía hàn lập trên mặt lộ ra vẻ đáng thương. Nơi đây nếu có quan hệ với diêm la tri đỉnh, ta cũng muốn tiến vào dò xét. Bất quá trước đó, ta cũng cần bế quan một thời gian, người hộ pháp giúp ta. Hàn lập nói như thế, được, đề hồn nghe vậy, không nói hai lời thu tôn trọng Sơn vào Diêm La Chi Đình. Vì vậy thời gian kế tiếp, Hàn lập dẫn theo đề hồn tìm một hòn đảo tương đối kín đáo, mở ra động phủ tạm thời, tiến vào không gian hoa chi, bắt đầu bế quan củng cố cảnh giới. Quá trình này kéo dài gần 20 năm, nhưng bởi vì có thời gian tranh lệch không gian gia tốc, khi đi ra bên ngoài bất quá mới chỉ trôi qua nửa ngày mà thôi bên trong lạc phách kinh phong dày đặc hàn lập đứng kề vai sát cánh cùng đề hồn trên bầu trời mà tôn trọng sơn cũng được đề hồn thả ra ngoài lần nữa tôn trọng sơn nhìn qua hàn lập lúc này không khỏi trợn mắt há hốc mồm gã không thể nào tưởng tượng được một ngày trước khí thức hàn lập có chút bất ổn thậm chí nguyên khí còn đại thương vậy mà bây giờ khí thức đã khôi phục hoàn toàn tinh thần phấn chấn chẳng lẽ hắn đã dùng đan được nghịch thiên nào đó ngay cả tu sĩ đại la cảnh cũng có hiệu quả Bất quá tuy ý nghĩ trong lòng gã chuyển động không ngừng, nhưng thức thời không hỏi nhiều, trung thực chờ Hàn Lập và đề hồn phân phó. Đi thôi, hy vọng có thể đuổi kịp tên kia. Hàn Lập nói nhàn nhạt một tiếng, sau đó phất tay phát ra một mảng kim quang bọc ba người lại. Vèo một tiếng, ba người hóa thành một đạo kim quang bay vào sâu bên trong lạc phách kinh phong. Bên trong lạc phách kinh phong vẫn như cũ, âm khí tràn ngập, cuồng phong gào thét bất quá tu vi hiện tại của hàn lập so với lần trước tiến vào đây đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần trên đường đi rất nhẹ nhõm chốc lát sau đã tới sâu bên trong lạc phách kinh phong chỉ là hàn lập hơi có chút thất vọng từ khi bước vào ác thì giống như bị mảng âm phong này cắn nuốt nửa điểm tung tích cũng không có ngay cả đề hồn cũng không cảm ứng được gì cả trừ việc đó có chút vượt qua dự đoán của hàn lập chính là âm thú sinh sống trong lạc phách kinh phong không biết vì sao vẫn chưa xuất hiện đến chỗ này Diêm la chi đỉnh trong tay hàn lập bỗng nhiên ông ông run rẩy chỉ dẫn về phía dưới. Ba người hàn lập không trần chờ bay theo hướng diêm la chi đỉnh chỉ dẫn. Lần trước hàn lập chỉ muốn vượt qua lạc phách kinh phong, cũng không có ý định dò xét phía dưới. Bây giờ khi đi xuống, hắn mới phát hiện nước biển vậy mà biến mất vô tung, chỉ có những cô âm phong cuồn cuộn. Bay xuống phía dưới được một đoạn, âm hàn chi khí xung quanh càng phát ra dày đặc, thấu tận xương tủy, kim quang do hàn lập phát ra cũng không cách nào ngăn cản sắc mặt tôn trọng sơn có chút tái nhợt, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì. Vào thời khắc này, âm phong phía sau hắn hơi chấn động, một thanh tam cổ xoa lượn lờ khói đen thỏ ra từ giữa âm phong, hung hăng đâm về phía tôn trọng sơn. Lên keng một tiếng kim loại va chạm vang lên, tam cổ xoa màu đen đụng đến kim quang bao phủ ba người, lập tức không chút khách khí bị bắn ngược về. Hàn lập thấy vậy trong lòng khẽ động, thứ này, lần trước hắn đi ngang qua lạc phách kinh phong đã từng đụng phải. Khi đó thực lực của hắn yếu ớt, chỉ đánh lui nó, cũng không đánh chết, không ngờ bây giờ lại gặp lại. Chỉ là lần này thực lực quái vật lợi hại hơn lần trước nhiều, tối thiểu cũng tương đương kim tiên cảnh. Trong lòng hàn lập nghĩ vậy, động tác trên tay không chậm chút nào, vung tay lên. Một tia lôi quang màu vàng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, đánh lên trên tam cổ xoa màu đen. ầm một tiếng, tam cổ xoa màu đen nổ ra, lạc phách kinh phong xung quanh tầm hơn 10 trượng cũng bị lôi quang xé rách rơi lả tả, một con quái vật hình người hiện ra hình dáng của nó tương tự như người bình thường, chỉ là toàn thân trải dài lân giáp màu đen, sau lưng có một cái đuôi, thoạt nhìn giống như tiểu quỷ. Mặt tiểu quỷ màu đen tràn đầy vẻ kinh hãi, hét lên một tiếng, quay người muốn chạy trốn. Tay Hàn Lập nhấc lên, muốn đánh chết tiểu quỷ màu đen này, nhưng bị một luồng hào quang màu đen dành trước cuốn lấy, chính là đề hồn ở bên cạnh ra tay. Vèo một tiếng, hào quang màu đen cuốn ngược quay về, tiểu quỷ màu đen bị hào quang cuốn lại, không có lực phản kháng, bị đề hồn nuốt xuống ánh mắt của nàng híp lại, hắc quang trên người chấp động không ngừng, trên mặt lộ ra vẻ say mê, sau một hồi mới khôi phục lại bình thường. Thật sự là mỹ vị tuyệt vời, đã rất lâu rồi không được hưởng thụ hương vị âm hồn lực như vậy. Đề hồn chật chật, nói ra, bất quá chỉ là một con tiểu quỷ mà thôi, chẳng lẽ nó có gì khác biệt? Hàn lập hỏi thăm, trong cơ thể tiểu quỷ màu đen này ẩn chứa âm hồn lực không nhiều, nhưng phẩm chất lại cực cao, hơn nữa rất hợp với âm hồn lực trong cơ thể ta, có lợi ích rất lớn với ta trên mặt đề hồn lộ ra một tia hưng phấn nói, ô, thật đúng như vậy, hàn lập như có điều suy nghĩ nói, hàn tiền bối, đề hồn tiền bối, âm hàn chi khí nơi này quá nặng, tại hạ có chút chống đỡ không nổi. Vào thời khắc này, tôn trọng sơn chen vào nói ra, sắc mặt gã lúc này đã bầm đen, thân thể không nhịn được run rẩy Hàn lập nhìn gã một cái, sau đó lại nhìn về phía đề hồn. Hừ, thực là vô dụng, đề hồn nhướng mày, phất tay thu hồi gã vào trong diêm la chi đỉnh. Đi thôi, tiếp tục xuống phía dưới nhìn xem." Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ hiếu kỳ nói. Vì vậy hai người tiếp tục đi xuống, đảo mắt đã qua gần nửa ngày. Nơi đây dường như sâu không thấy đáy, bay lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đích đến. Âm Hàn chi khí ở chỗ này đã nồng đậm đến trình độ cực kỳ đáng sợ, Hàn Lập cũng cảm thấy có chút không khỏe. Ngược lại đề hồn đối với âm hàn chi khí xung quanh chẳng những không kháng cự, bộ dạng rất thoải mái. Hai người lại tiếp tục bay xuống sâu hơn âm phong phía trước suốt cuộc bắt đầu ít đi, tựa hồ đã đến tận cùng. Hàn lập và đề hồn vui vẻ, tăng tốc phi độn về phía dưới. Vào thời khắc này, hư không đột nhiên nổi lên sóng gió, một vòng xoáy huyết hồng bỗng nhiên xuất hiện, chắn ngang phía trước. Từ trong vòng xoáy màu máu truyền ra lực cắn nuốt vô cùng cường đại, hai người không kịp đề phòng, đã bị vòng xoáy thôn phệ. Hàn lập và đề hồn thấy hoa mắt, sau một khắc xuất hiện trong không gian màu máu. Trong không gian có một hồ nước lớn, màu đỏ như máu, nhẹ nhàng gợn sóng. Nước trong hồ thoạt nhìn rất giống máu tươi, nhưng không có chút mùi tanh nào, tản ra hàn khí nhẹ nhẹ. Phía sau hồ nước có một tòa thành trì vô cùng đồ sộ, trên cửa thành viết hai chữ to, Quỷ Môn. Hàn Lập và Đề Hồn thấy cảnh này, liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương lộ ra một tia khiếp sợ. Chương 1276: Tẩy Dương vào thành. Quỷ Môn, khắp nơi này đều lộ ra một cỗ hàn ý làm người ta sợ hãi, hẳn là đã đến minh giới rồi hàn lập thả ra thần thức đảo qua thành trì huyết hồng sờ lên mũi thì thảo nói ra diện tích cả tòa đại thành không nhỏ nhưng kỳ quái là không có một tơ một hào sinh khí đừng nói là một người sống dù là một động vật sống như gà vịt chó mèo cũng không thấy một con nào tựa hồ sau quỷ môn này thật giống như một tòa quỷ thành đề hồn không nói gì hai mắt lướt qua thành trì nhìn chằm chằm vào không trung sau thành trì hàn lập thấy vậy theo ánh mắt đề hồn nhìn lại trong lòng hơi động một chút nhưng không chung phía sau tòa thành trì màu máu này là một mảnh u ám nhìn kỹ lại là một đoàn mây đen lơ lửng trong huyết sắc không gian này rất dễ nhìn thấy mây đen tựa như vật sống chậm rãi chuyển động bên trong tựa hồ có cái gì chỉ là trong mây ẩn chứa một cỗ lực lượng vô hình khiến cho thần thức không thể nào xuyên thấu hàn lập suy nghĩ một lát vận chuyển cửu u ma đồng nhìn vào phía trong đám mây vào thời khắc này mây đen chấn động mạnh một cái một cỗ uy áp ngập trời đột nhiên từ trong mây lộ ra hư không phụ cận lắc lư ù ù, chấn cho ánh mắt hắn bắn trở về. Hàn lập cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi, khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, thân thể cũng theo đó lung lay một cái, nhưng lập tức ổn định lại. Chủ nhân, đề hồn nhìn thấy cảnh này, kinh hô lên, ta không sao, mây đen này quá mức cổ quái, tuyệt đối không được tùy tiện thi pháp dò xét. Hàn lập nhắm mắt nói, sau đó chậm rãi thổ nạp. Sau một lát, hắn mở to mắt, hai mắt đã khôi phục như thường. Nơi này cũng không phải là đất lành, chúng ta hay là không nên xuống dưới, không bằng mau chóng rời đi. Đề hồn nhìn mây đen một chút, lại nhìn phía thành trì màu máu, nói ra. Huyết sắc không gian này phi thường vững chắc, không phải muốn đi là có thể đi, mà đã tới, không ngại đi xuống xem một chút. Hàn lập nói, sau đó dẫn đầu bay về phía thành trì màu máu. Đề hồn thấy Hàn lập vẫn chấn định tự nhiên, lại nhìn đám mây đen kia một cái, không nói một lời theo sát phía sau. Hai người phi thân rơi vào trước cửa thành, đại môn cũng không đóng lại, mà mở rộng ra. Từ ngoài cửa nhìn vào trong thành, lọt vào trong tầm mắt là một con đường rộng lớn có thể để hơn 10 con ngựa sánh vai cùng đi. Hai bên đường phố là từng tòa kiến trúc cao lớn, những kiến trúc kia cũng đều mở rộng cửa sành. Chỉ là tình huống trong thành giống như trước đó, thần thức đảo qua quả thật không thấy một người, cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch dị dàng. Đôi mi thanh tú để hồn hơi nhíu lại, vô thức nhích lại gần Hàn Lập. Đi thôi, ta cũng muốn biết sốt cuộc đây là địa phương nào. Hàn Lập nói, cất bước đi vào trong thành, vừa mới vượt qua quỷ môn kia, thân thể Hàn Lập không khỏi khẽ run lên, khiến cho hắn cũng thấy kinh ngạc, nhưng trừ điều đó ra, cũng không phát hiện điều gì không ổn. Hắn nhìn đề hồn vừa mới tiến lên một cái, tựa hồ đề hồn không có chút dị dạng nào. Lấy tốc độ hai người, rất nhanh tản bộ một vòng trong thành. Tất cả công trình trong thành đều có đủ, không khác gì đại thành chân tiên giới, trong nhà bàn ghế nổi bát đều có, thậm chí một số nhà trên bàn còn có cơm nước, nhưng lại không có một bóng người sao lại vậy hẳn là người nơi này vừa mới bị bắt đi rồi hàn lập thì thào nói hai người giờ phút này đứng trong phòng một nhà cư dân trên bàn còn đặt một ít nước trà đề hồn giờ phút này cũng dần dần tỉnh táo lại ánh mắt nhìn tứ phương mặt lộ vẻ trầm ngâm tựa hồ đang cân nhắc điều gì bất chợt nàng tiến lên mấy bước bưng một chén trà trên bàn lên bên trong nước trà cũng hiện ra màu đỏ nhàn nhạt a à, trên mặt đề hồn đột nhiên lộ vẻ kinh nghi a à một tiếng sao vậy Người phát hiện gì sao? Hàn lập hỏi, ta đã biết, chủ nhân, mau theo ta. Đề hồn bừng tỉnh đại ngộ kêu lên một tiếng, sau đó không nói lời nào lôi kéo hàn lập, chạy như bay về hướng ngoại thành, rất mau tới phụ cận một hồ nước màu đỏ ngòm kia. Người phát hiện cái gì hả? Vì sao đến bên hồ này? Hàn lập hỏi, chủ nhân, đừng hỏi nhiều như vậy, trước nhảy vào trong hồ này đã. Đề hồn nói, thả người nhảy vào trong hồ, ngâm thân thể vào trong đó, chỉ lộ ra cái đầu, nàng hơi nhíu mi lại nhưng rất nhanh liền giãn ra hàn lập không nhảy theo xuống thì triển thần thức giò xét huyết hồ trong hồ nước tràn ngập một cỗ khí âm hàn nhàn nhạt trừ điều đó ra cũng không có gì dị dạng quả là thế chủ nhân mau xuống đây mặt đề hồn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng phất tay thúc giục hàn lập xuống hàn lập suy nghĩ một chút cũng phi thân rơi vào trong hồ lông mày hắn đột nhiên nhíu chặt ngũ quan cũng hơi vặn vẹo thân thể hắn vừa ngâm trong hồ nước toàn thân các nơi lập tức đau nhức kịch liệt không chịu nổi, giống như đau cắt, giống như lửa thiêu, khiến hắn không ngừng run rẩy. Hai mắt lại giống như bịt kín một tầng mê vụ, hết thảy cảnh vật cũng biến thành mơ hồ không rõ. Nếu bình thường đau cắt hỏa thiêu, Hàn Lập sẽ không để ý, nhưng giờ phút này đau đớn trên thân thể phảng phất ảnh hưởng trực tiếp đến thần hồn, lấy tâm trí kiên nghị của hắn cũng không cách nào chịu đựng. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân mình lại, từ trong thân thể và thần hồn của mình, bóc ra vật gì đó. Chủ nhân, hồ nước này gọi là Tam Sinh Thủy, có thể tẩy thoát dương khí trên thân, gắng chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi." Đề Hồn một bên vội vàng nói. Hàn Lập nghe vậy, cắn răng nhắm mắt chịu đựng. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, đau đớn trên người hắn mới bắt đầu giảm đi, rất nhanh biến mất hoàn toàn. Lúc này cảm giác bản thân không có dị dạng gì, ngược lại ngâm mình ở trong ao nước này, có một loại cảm giác thoải mái không nói ra lời. Hàn Lập thở ra một hơi, mở to mắt, phát hiện ánh mắt đã khôi phục đang muốn từ trong hồ đứng lên chủ nhân chờ một chút người hãy nhìn thành trì trước đã đề hồn một bên đột nhiên như thiểm điện đưa tay đè lại hàn lập không để cho hắn ra ngoài thấp giọng nói hàn lập nghe vậy nhìn lại thành trì màu máu phía trước con mắt không khỏi mở lớn lên thành trì màu máu trước đó vốn trống trải giờ phút này đứng hai hàng vệ binh mặc áo giáp huyết hồng những vệ binh kia mặc dù thoạt nhìn là hình người nhưng đầu sinh độc giác miệng dài tai to đầu lưỡi rất dài thỉnh thoảng lè ra ngoài giống như chó thở, tướng mạo đáng sợ, nhưng cũng có chút buồn cười. Xuyên thấu qua cửa thành, chỉ thấy trong thành vốn không có một ai, cũng biến thành náo nhiệt không gì sánh được, người đến người đi, quên cả trời đất. Không chỉ như vậy, trên không huyết hồ thỉnh thoảng xuất hiện từng bóng người, cũng là từng người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, cầm trong tay xiềng xích, bắt trói từng bóng người đang dẫy ruộng, ném vào trong huyết hồ. Những người kia tiến vào huyết hồ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân càng bốc lên trận trận khói xanh, tựa hồ bị nước hồ ăn mòn vậy. Bất quá sau một lát, khói xanh trên thân những người kia tiêu tán, thân thể biến thành trạng thái hơi mờ, bị những người mặc huyết giáp kia tiếp tục bắt trói đưa đến trước cửa thành, xếp thành một hàng, sau khi được kiểm tra mới đi vào trong thành trì màu máu. Những người mặc huyết giáp kia cũng không thấy hàn lập và đề hồn trong hồ, giống như không nhìn thấy bọn hắn. Hàn lập kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, những người mặc huyết giáp này là câu hồn sứ giả minh giới, tiến vào các nơi chân tiên giới câu đi hồn phách người chết, đưa vào trong tam sinh hồ này tẩy đi một thân dương khí sau đó đưa đến minh giới đề hồn nói ra nhìn cũng rất giống như vậy bất quá đề hồn ngươi sao biết những thứ này hàn lập gật gật đầu sau đó tò mò hỏi mới vừa tiến vào trong tam sinh hồ lúc ta tẩy đi dương khí trên thân chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên toát ra những ký ức này đề hồn im lặng nửa ngày sau đó nói trong trí nhớ của ngươi tại sao có những thứ này hàn lập nghe vậy khẽ giật mình ta cũng không rõ có thể bởi vì ta chính là hình thú, trời sinh có liên quan gì đó với U Minh chi địa." Đề Hồn lắc đầu, mờ mịt nói ra. "Rất có khả năng." Hàn Lập gật gật đầu, mặc dù còn có rất nhiều điều không hiểu, hắn cũng dự định truy đến cùng, những cảnh tượng quỷ dị trước mắt này đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Trước kia ta luôn cho là chuyện U Minh hư vô mờ mịt, không ngờ lại tồn tại thật. Bất quá những câu hồn sứ giả này vì sao không nhìn thấy chúng ta?" Hàn Lập khẽ thở dài, hỏi những câu hồn sứ giả này và tu sĩ chúng ta chính là quan hệ âm dương lưỡng cực đều không nhìn thấy đối phương chỉ có người chết đi hoặc là thông qua tam sinh thủy tẩy đi dương khí toàn thân mới có thể nhìn thấy những câu hồn sứ giả kia để phong vạn nhất vừa rồi ta thi triển một bí thuật đặc biệt che đậy khí thức hai ta cho nên những câu hồn sứ giả kia vẫn như cũng không nhìn thấy chúng ta bất quá thuật này ta vừa mới nghĩ ra hiệu quả thế nào một điểm ta cũng không nắm chắc đề hồn giải thích thì ra là thế hàn lập yên lặng gật đầu hơi trầm ngâm sau đó từ trong hồ bay vụt lên bay về phía cửa thành trì chủ nhân ta nói không nắm chắc đề hồn nhìn thấy cử động hàn lập trong lòng khẩn trương vội vàng đi theo cũng may bí thuật của đề hồn có hiệu quả tốt hơn so với nàng dự liệu cũng không bị người phát hiện cửa thành chỉ có mấy câu hồn sứ giả trông coi cũng không cảm ứng được tiên khí tồn tại tự nhiên càng không phát hiện được hai người hàn lập hai người nhẹ nhàng tiến nhập trong thành chủ nhân ta đã nói không nắm chắc Ngươi còn đột nhiên bay ra ngoài, như vậy quá mạo hiểm. Đề Hồn nhịn không được phàn nàn, ta tin tưởng bí thuật ngươi dùng được, mà nếu bí thuật ngươi vô dụng, chúng ta tiếp tục trốn ở trong hồ cũng không có ý nghĩa." Hàn Lập cười nhạt nói, "Không biết tiếp theo chủ nhân có tính toán gì không?" Đề Hồn gật gật đầu, hỏi, "Đi theo những người này, xem bọn hắn xử lý những hồn phách này thế nào." Hàn Lập chỉ một ngón tay về hướng những câu hồn sứ giả trong thành kia những câu hồn sứ giả kia lúc này đang áp giải từng hồn phách đi về hướng trong thành trước sau xếp thành một loạt phi thường bắt mắt trên đường phố nguyên bản âm u đầy tử khí lúc này cũng người người nhốn nháo không ít người ngừng chân nhìn ra xa chỉ trỏ về phía đoàn người câu hồn sứ giả hai người cứ vậy trà trộn chung quanh đám người xa xa đi theo câu hồn sứ giả rất mau tới cửa vào của một tòa kiến trúc cao lớn những câu hồn sứ giả kia áp giải từng hồn phách nối đuôi nhau đi vào kiến trúc cao lớn kia giống như đuổi dê vào chuồng Hàn Lập và Đề Hồn liếc nhìn nhau, xác nhận bên ngoài kiến trúc cũng không có gì dị thường, sau đó đi vào theo. Chương 1277, bị phát hiện. Đi vào bên trong kiến trúc cao lớn, trước mắt bọn hắn là một hành lang rất dài và quanh co, kéo dài xuống tận dưới sâu. Nó đi qua một không gian hình tròn dưới mặt đất, rồi bị phân chia và ngăn cách thành nhiều khu vực riêng biệt. Trong không gian này có một ao nước màu máu, bên trong những khu vực bị ngăn cách kia là những cái lồng giam đang giam giữ các loại hồn phách. Những câu hồn sứ giả đem hồn phách câu được nhốt vào trong lồng, ngoài ra còn một số tên câu hồn sứ giả khác đang đứng im trong ao nước màu máu, không biết đang làm gì. Xem ra nơi này là chỗ giam giữ hồn phách, nếu không có gì đặc biệt chúng ta nên đi tới chỗ khác xem sao, phải mau chóng tìm ra cách rời khỏi nơi này. Đề Hồn nói, Diêm La chi đỉnh thế nào, có còn chỉ dẫn phương hướng không? Hàn Lập gật nhẹ đầu rồi hỏi, trong đỉnh truyền đến lực dẫn dắt là chỉ về phía sau đám mây đen kia. Đề hồn trần chờ một chút rồi nói. Hàn lập nghe vậy ánh mắt chấp động nhưng không kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta chia nhau ra dò xét một chút, xem thử có tìm được cách rời khỏi nơi đây không, ngoài thành cũng không cần phải tìm. Lúc trước ta đã dùng thần thức xem qua, cũng không thấy chỗ nào để ra vào. Bí thuật này có thể duy trì một ngày một đêm, trong thời gian này thì không cần lo vấn đề gì hết. Đề hồn nói xong rồi cùng Hàn Lập trở về đường cũ, sau đó rời khỏi tòa kiến trúc này rồi chọn hai phương hướng khác biệt rời đi hơn nửa ngày sau hai người ở trong kiến trúc lồng giam gặp lại sắc mặt đều có chút khó coi bọn họ đều không tìm được phương pháp để rời khỏi nơi này nếu vậy chúng ta cưỡng ép đột phá thử đi xem có thể đánh vỡ không gian màu máu này không đề hồn đề nghị hàn lập đang định nói gì thì thần sắc trở động bèn mang theo đề hồn trở lại nơi lồng giam phía dưới kiến trúc ánh mắt hắn lần lượt đảo qua những lồng giam hồn phách kia sao vậy chủ nhân đề hồn thấy vậy liền hỏi hàn lập ta đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi này hàn lập cười nói biện pháp gì đề hồn nghe vậy ánh mắt sáng lên nơi này nhìn kỹ không giống minh giới những hồn phách này không thể giam vĩnh viễn ở đây nên sẽ được đưa đến minh giới chúng ta chỉ cần tìm được phương pháp vận chuyển hồn phách của bọn chúng thì có thể rời khỏi nơi đây hàn lập nói có lý vậy mà ta không hề nghĩ tới đề hồn giật mình hiểu ra chỉ là không biết khi nào bọn chúng mới có hành động kế tiếp. Ánh mắt Hàn lập hơi chớp động rồi nói, vậy thì đơn giản, ta tìm người hỏi một chút là được. Để hồn kéo Hàn lập lại, rồi nhanh chóng đi tới chỗ vắng vẻ gần lồng giam. Một tên câu hồn sứ giả vừa cầm trong tay hồn phách đưa vào lồng giam, sau đó quay người đi ra ngoài. Khi qua một chỗ rẽ bỗng có một cánh tay vươn ra nhanh như điện, bắt được tên câu hồn sứ giả đó rồi lôi vào trong bóng tối. Phía sau có một tên câu hồn sứ giả khác đi tới, chợt thấy hoa mắt. Gã cảm giác giống như có đồng bạn đột nhiên lóe lên bay vào góc tường biến mất. Tên câu hồn sứ giả này khi đi ngang qua góc tường, bèn thò đầu vào nhìn một lượt bên trong. Sâu trong góc là một ngõ cụt, trên mặt đất có một tiểu đỉnh đỏ sậm, dính đầy bụi đất, không biết là ai đã đặt ở chỗ này. Ngoài trừ tiểu đỉnh này thì không có vật gì khác. Câu hồn sứ giả này lẩm bẩm một câu, rồi tiếp tục đi về phía trước, không quan tâm đến chuyện này nữa. Phía trong Diêm La chi đỉnh câu hồn sứ giả bị từng sợi xiềng xích màu đen cuốn lấy nên không thể cử động chi chấm csi chít 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 chi chít câu hồn sứ giả tuy không thể nhúc nhích nhưng mặt tỏ ra giận dữ trong miệng liên tiếp phát ra âm thanh kỳ lạ thanh âm này giống như tiếng quỷ khóc giữa đêm khuya lại như tiếng độc trùng bò sát làm cho người nghe trong lòng cũng run lên cảm giác cực kỳ khó chịu ngươi có hiểu nó nói gì không hàn lập nhìn đề hồn đề hồn cười khổ lắc đầu ngươi thì sao Hàn Lập nhìn tôn Trọng Sơn bên cạnh hỏi, "Ta tuy biết một chút văn tự Minh giới, nhưng vẫn không đủ để nghe hiểu lời nó nói." Tôn Trọng Sơn lắc đầu nói. Rồi gã dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Lập và Đề Hồn. "Hai vị tiểu tổ tông này thật biết cách giày vò đấy, chưa được bao lâu đã bắt được một người ở Minh giới rồi." "Không có biện pháp, ta trực tiếp siêu hồn là được, tuy không hiểu chúng nó nói gì, nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy được một số hình ảnh trong trí nhớ." Đề Hồn nói, rồi đặt tay lên đầu tên câu hồn sứ giả. Từng đạo ánh sáng màu đen từ lòng bàn tay bay ra bao phủ lấy gã. Mặt câu hồn sứ giả hiện ra vẻ thống khổ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể đen sẫm bị ánh sáng bao phủ xuống, nhanh chóng khô quắt đi. Một lát sau, đề hồn buông tay ra. "Thế nào, có phát hiện được gì không?" Hàn Lập hỏi. "Đúng như ngươi dự đoán, cách một đoạn thời gian minh giới sẽ phái quỷ tướng đến, đưa hồn phách trong thành về." Theo như tính toán còn mấy ngày nữa sẽ tới, đề hồn mừng rỡ nói. "Vậy là tốt rồi." nhưng quỷ tướng của minh giới làm cách nào đến được đây hàn lập nhẹ nhàng thở ra rồi hỏi bên trong mảnh mây đen kia lúc đó sẽ mở ra một thông đạo không gian chở toàn bộ hồn phách trong thành đi trong một lần đề hồn nói hàn lập nghe vậy ánh mắt sáng ngời thật là muốn cái gì thì cái đó đến a à? a à, chúng ta bắt một tên câu hồn sứ giả có thể bị phát hiện không hàn lập nghĩ tới điều gì chợt hỏi điều này không cần lo lắng số lượng câu hồn sứ giả rất nhiều lại là thành viên vòng ngoài xa xôi của minh giới, nên không thường xuyên kiểm kê nhân số, đề hồn nói. Hàn Lập nghe vậy thì yên lòng, trong mấy ngày kế tiếp, Hàn Lập và đề hồn cũng không đi đâu, đều ở trong diêm la chi đỉnh cùng tôn trọng Sơn học tập văn tự minh giới. Sau khi siêu hồn câu hồn sứ giả, đề hồn đã có nhận thức sơ lược về văn tự minh giới, hai bên kết hợp lại, nên Hàn Lập cũng rất nhanh hiểu được đại khái ngôn ngữ minh giới. Bảy ngày sau, mảnh mây đen đằng sau kiến trúc huyết sắc bỗng nổi lên sóng gió kịch liệt, từ đó lan ra lực chấn động vô cùng cường đại, làm toàn bộ không gian màu máu này run rẩy theo. Vô số phù văn màu đen từ trong mây đen bay ra, sau đó nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy màu đen. Trung tâm vòng xoáy là một thông đạo màu đen, có vẻ vô cùng u ám, giống như con đường nối thẳng đến chỗ trí âm trong thiên hạ. Một bóng người màu đen từ trong thông đạo bay ra, toàn thân đều mặc màu đen, trong tay cầm đại bổng đen thui nhưng khuôn mặt dễ nhìn hơn so với những tên câu hồn sứ giả kia, so với người bình thường cũng không khác nhiều lắm. Bên trong thành trì màu máu, câu hồn sứ giả đã sớm tụ tập lại, và áp giải hồn phách tới trước đám mây đen. Lên đường quỷ tướng giơ đại bổng màu đen trong tay lên, rồi dùng ngôn ngữ minh giới hô lớn. Những tên câu hồn sứ giả nghe vậy, lập tức ném những hồn phách đang áp giải về phía trước. Trong thông đạo màu đen lập tức phát ra một cỗ lực hút, những hồn phách kia liền bị hút chui vào trong thông đạo số lượng hồn phách cất xứ trong thành không nhiều lắm nên rất nhanh đã bị thông đạo màu đen hút hết quỷ tướng màu đen thấy vậy bèn lách mình bay vào trong đó thông đạo màu đen chấp động hai cái rồi nhanh chóng khép lại nhưng trước lúc thông đạo khép lại hai bóng người mơ hồ nhanh như điện bay đến lóe lên một cái rồi biến mất vào bên trong hàn lập và đề hồn cảm thấy toàn thân như đang bị man lực xé rách chung quanh trời đất quay cuồng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng không phát ra âm thanh gì một lúc lâu sau man lực chung quanh mới biến mất. Hai người thấy hoa mắt, rồi xuất hiện trong một không gian màu đen, trước mặt họ là một vực sâu vô cùng lớn. Vực sâu rộng hơn mấy ngàn trượng, hai bên kéo rất dài không biết tới tận đâu, ở trung tâm vực là một cái hố màu đen rất sâu và âm u, không biết dẫn đến nơi nào. Trong vực sâu không ngừng tỏa ra cuồn cuộn hắc khí, những hắc khí này không những cực kỳ âm hàn, còn có một loại quỷ khí khác thường. So với quỷ khí bình thường thì rất khác, quỷ khí nơi đây cực kỳ tinh khiết, hơn nữa còn trầm trọng, sền sệt giống như chất lỏng. Nơi này là minh giới, nhìn cũng không giống lắm, đề hồn chứng kiến hoàn cảnh trước mắt, thì thào nói. Rồi nàng như nhớ ra điều gì, vội phất tay thả ra diêm la chi đỉnh. Tiểu đỉnh màu đỏ sậm đang chấp động ánh sáng, chỉ về phía đáy vực sâu. Ánh mắt đề hồn sáng ngời, đang muốn tiến lên thì bị hàn lập giữ lại. Chờ một chút, hàn lập nhàn nhạt nói, chủ nhân, làm sao vậy? Đề hồn kỳ quái hỏi, hàn lập không trả lời nàng, mà nhìn về vực sâu phía trước khuôn mặt mang theo nụ cười lạnh nói các hạ cho rằng như vậy là có thể qua mắt được ta hả xuất hiện đi đề hồn nghe vậy giật mình nhìn theo nơi ánh mắt hàn lập đang nhìn nhưng nàng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường a à, vậy mà có thể cảm giác được sự tồn tại của ta thần thức rất mạnh à một thanh âm khó nghe giống như hai miếng sắt đang cạ vào nhau từ phía trước chuyển đến người này vậy mà nói ngôn ngữ của chân tiên giới hư không ở phía trước hiện ra một đoàn hắc khí nó nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn mây đen to lớn đến mấy ngàn trường. Vô số âm thanh hi hi hi, ai ai chấm y tê, kinh khủng của lệ quỷ từ trong mây chuyển đến, giống như vô số mũi tên nhọn đang đâm vào trên thần hồn của Hàn Lập và Đề Hồn. Đề Hồn khẽ rên một cái, lông mày Hàn Lập cũng nhíu lại, hai người vội vàng vận chuyển thần thức bảo vệ thần hồn, lúc này mới không bị âm thanh của lệ quỷ phía trước ảnh hưởng nữa. Bên cạnh mây đen, âm phong đang không ngừng gào thét, hắc khí thì tràn ngập như để che đi tình hình phía trên. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, tay phải vung lên, một mảnh lôi quang màu vàng trói mắt cuồn cuộn xuất hiện. Kiếm khí vô cùng cường đại dễ dàng xé rách khí thế trong hư không, trong nháy mắt đã quét sạch âm phong. Mọi thứ trên mây đen hiện ra rõ ràng trước mắt hai người. Phía trên quỷ vật đứng đông nghịt, khoảng chừng hai ba ngàn tên. Những thứ quỷ vật này cùng lũ đề hồn đã thôn vệ lúc trước giống nhau như đúc, khí tức cực kỳ tương tự, trong tay đều đang cầm cái chĩa ba màu đen. Chúng đứng thành từng hàng ngũ chỉnh tề, rất kỷ luật và nghiêm minh giống như đội quân chính thống. Hàn lấp không để ý đến những tên quỷ vật này, mà nhìn vào một bóng người đang đứng ở phía trước, trong mắt hắn hiện lên vẻ cảnh giác. Người trung niên nam tử này, thân hình thon dài, nhìn sơ qua cũng không thấy khác với người bình thường. Nhưng khi hai mắt gã chấp động lại hiện lên màu đỏ của máu làm người ta sợ hãi, lúc này gã đang nhe răng nhìn Hàn Lập mỉm cười. Gã mặc trên người một bộ trường bào hư ảo màu đen nhìn rất giống thực thể, theo gió thổi lên, các loại quỷ ảnh đáng sợ không ngừng thò ra thân thể từ đó. Sau lưng gã mang theo một cây chiến thương màu đen dài hơn một trượng, phía trên chấp động một tầng hung mang đen tối, tản ra khí tức hung lệ, làm cho Hàn Lập cũng cảm giác được nguy hiểm. Các hạ là người phương nào, vì sao mai phục ở đây, định đánh lén chúng ta sao? Hàn Lập nhìn hai mắt người này, rồi chậm rãi nói. chương 1278, tình huống bất thường. Những lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng nơi đây là u minh địa giới các ngươi đừng tưởng dùng tam sinh thủy tẩy đi dương khí trên người là ta không nhận ra thân phận tu sĩ chân tiên giới của các ngươi các ngươi đến từ đâu thì lập tức trở về chỗ đó u minh giới không chào đón các ngươi nam tử trung niên vẫn hắc bào lạnh lùng ra lệnh ra vậy hai người chúng ta cũng chỉ tình cờ có mặt ở đây mà thôi chẳng lẽ các hạ chính là quỷ sứ trấn thủ minh giới nội tâm hàn lập khẽ động nhưng không mảy may biến sắc hắn nhoèn miệng cười xem ra các người quả thực không định rời đi, vậy thì hãy vĩnh viễn nằm lại. Bày trận, thập phương xuyên tâm, thanh âm của nam tử trung niên hắc bào lập tức trở nên cực kỳ băng hàn. Gã phất tay rút ngọn chiến thương trên lưng ra, rồi dứt khoát chĩa về phía trước. Vừa dứt lời, phương trận quỷ binh sau lưng gã lập tức chia làm hai tổ, tạo thành phương trận hình dáng như hai mũi khoan. Tụ tập cùng nhau ở một chỗ khiến cho khí thức của đám quỷ binh trong phương trận trở nên đồng nhất, tuy hai mà một, lập tức hợp thành chỉnh thể hai phương trận hình mũi khoan liền hóa thành hai mũi tên vừa thô vừa to phóng tới chỗ hàn lập và đề hồn với tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị chỉ trong chớp mắt chúng đã ập đến trước mặt hai người mang theo một luồng quỷ khí khổng lồ hư không phía trước cơ hồ bị xé rách tả tơi đề hồn không kịp đề phòng thân hình lảo đảo đứng không vững bỗng chốc bị thổi bay ra ngoài còn hàn lập vẫn cứ sừng sững bất động tuy có chút thất kinh trước trận pháp lợi hại của đám quỷ vật nhưng khí thế toàn thân hắn ngay lập tức điên cuồng đề thăng lòng bàn tay bộc phát hai luồng kim quang cực kỳ trói mắt rồi một thanh lôi kiếm vàng rực thình lình hiện ra sau một hồi gào rít xùy xùy mấy trăm luồng kiếm khí kim sắc áo ảo tuôn ra hội tụ trước mặt hàn lập tạo thành một vòng xoáy màu vàng vừa vặn ngăn cản hai mũi khoan vừa thô vừa to do quỷ vật tạo thành ầm ầm chấn động cường đại hóa thành vô số khí lưu phong bạo vô cùng mạnh mẽ càn quét khắp bốn phương tám hướng hai mũi tên đen kịt lập tức bị chặn đứng rồi bị chấn bay ngược lại phía sau mặc dù sau đó hắc quang có lúc ẩn lúc hiện luồng quỷ khí cũng bị xáo trộn cuồn cuộn nhưng không hề tan vỡ mà hàn lập cũng bị dư chấn bước lui hai bước mới có thể đứng vững đúng lúc này hư không phía sau hắn khe động một luồng thương ảnh âm u lăng không xuất hiện lấy thế như độc xà thổ tín đâm vào hậu tâm hàn lập kim lôi lóe lên một thanh lôi kiếm khác cũng theo đó mà xuất hiện ở sau lưng hắn dường như đã sớm tiềm phục ở chỗ này ngăn chặn thương ảnh len lén tập kích lại oanh một tiếng Hai vầng hào quang nhất kim nhất ám với uy thế vô song thình lình bộc phát giữa không gian tăm tối trong lòng đất. Luồng thương ảnh âm u bị chấn vang đi, thân hình gã nam tử trung niên Hắc Bào tùy thời xuất hiện với gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hàn Lập bị đánh vang một lần nữa, thân hình cấp tốc bay ngược về phía sau. Nhưng hắn đã kịp thời phất tay áo, một đoàn kim quang bay vọt ra, hóa thành một thân hình thiếu nữ vàng rực, đúng là Kim Đồng. "Ngươi và Đề Hồn cùng nhau thu thập chiến trường bên kia." Hàn Lập truyền âm ra lệnh cho Kim Đồng. Chưa dứt lời, hắn đã tự mình chặn đứng thế lui, sau đó phóng về phía trước công kích gã nam tử trung niên hắc bào. Hai thanh lôi kiếm vàng rực cũng theo đó mà bay vào tới, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt địch nhân. Đồng thời, kích thước của hai thanh kim kiếm cuồng trướng gấp trăm lần, đan chéo nhau tựa như một chiếc kéo, từ hai bên trái phải kẹp lấy thân hình gã trung niên áo đen. Cây chiến thương trong tay gã đại phóng hắc mang, rồi bất chợt xoay tròn, sau đó phóng về phía đối diện với khí thế cực kỳ hùng hổ, vừa vặn đúng vào thời điểm hai thanh cự kiếm vàng rực giao nhau. Oanh tiếng kim khí va chạm cực kỳ chói tai, thế công của hai thanh cự kiếm vàng rực lập tức khựng lại giữa không trung. Gã trung niên hắc bào cũng mượn lực phản chấn mà thối lui. Thấy vậy, Hàn Lập lập tức xuất thủ, miệng lầm dầm niệm pháp quyết. Hai thanh cự kiếm bất chợt đại phóng kim quang, phóng ra hai luồng lôi điện vàng rực vừa thô vừa to. Bởi vì khoảng cách quá gần, nên gã nam tử hắc bào hoàn toàn không phản ứng kịp, tiếp tục bị kim lôi đánh trúng. Một phần kim quang vô cùng chói mắt vô thình lình hiện ra giữa hư không, bao phủ hoàn toàn phạm vi hơn 10 dặm. Âm phong và hàn khí bên trong quang cầu hoàn toàn bị hủy diệt, không mảy may còn lại chút gì. Từng đạo từng đạo hồ quang vàng rực không ngừng du tẩu, kịch liệt chấp động. Nhưng vào thời khắc này, một quang cầu hắc ám lăng không hiện thế. Tầng tầng lớp lớp điện hồ kim sắc đang du tẩu tại khu vực phụ cận bị hắc quang thu hút, rồi lập tức thôn phệ tựa như cá voi hút nước. Tiếp đó, thân hình gã nam tử hắc bào lại âm u xuất hiện y phục toàn thân vẫn gọn gàng ngăn nắp cả người không mất lấy một sợi tóc ống tay áo bên phải của gã hiện đang có hắc quang chớp động liên tục phát ra một luồng hấp lực kỳ quái chính là ngọn nguồn của quang cầu hắc ám kia trong chớp mắt toàn bộ kim lôi đã chui cả vào ống tay áo gã trung niên hắc bào hàn lập thấy vậy thì nhíu mày sắc mặt có chút khó coi đô thiên thần lôi không chỉ có lực phá hoại cực mạnh đặc tính thuần dương trí cương của nó có khả năng khắc chế trời sinh đối với hết thảy lực lượng âm quỷ vậy mà giờ đây Đồ thiên thần lôi lại bị người khác dễ dàng thu lấy. Tuy đủ loại ý niệm đang xoay vần trong đầu, nhưng không vì vậy mà Hàn Lập Đình chỉ công kích. Pháp quyết trên tay hắn lại biến đổi, hai cửa kiếm vàng rực run rẩy một hồi, sau đó hóa thành mấy trăm vệt kiếm ảnh dập trời, như mây như sương ập xuống đầu gã trung niên hắc bào. Ngọn chiến thương trong tay gã trung niên hắc bào rung lên bần bật. Mũi thương run run huyễn hóa ra vô số tinh điểm âm u, lập tức lao vào tranh phong cùng cơn mưa kiếm ảnh vàng rực, không chút yếu thế tiếng kim khí giao phong đan vào nhau chát chúa, vang vọng khắp hư không. Đồng thời, đề hồn và kim đồng cũng đang quần đấu với hai đội quỷ binh. Kim đồng đã hiện ra bản thể phệ kim tiên, tập trung công kích một đội quỷ binh. Tuy nhiên, chiến ý của nàng dường như không cao, nàng chỉ đang ỉ vào thân thể kim cang bất hoại của mình để tham chiến, không muốn ly khai, cũng không dốc toàn lực công kích. Mặt khác, thân ảnh đề hồn đang không ngừng nhoang nhoáng chấp động, bộ dáng tựa như vô cùng hưng phấn nàng lại tung ra một chảo chộp vào hư không, một trận thanh âm trầm đục vang lên, giữa không trung thình lình hiện ra một cự chảo đen kịt chẳng khác nào một tòa tiểu sơn tản mát hắc khí ngập trời, chộp xuống đầu đạo quỷ binh hình mũi khoan còn lại, đúng là u minh quỷ chảo. Một luồng áp lực kinh thiên ầm ầm hạ xuống, hư không trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh quỷ chảo lập tức đóng băng. Không khí nơi đây dường như đã biến thành cương thiết, thế công của đội quỷ binh lập tức bị đình chỉ. Một khắc sau đó, hắc mang đại thịnh trên đầu đội quỷ binh, lập tức giải phóng bọn chúng khỏi áp lực kinh người kia. Biến trận, một tên quỷ vật thái ất cảnh đứng ở giữa đội hình quỷ binh đột nhiên gầm lên. Trong tay gã quỷ vật này là một cây đại kỳ đen tuyền. Đại kỳ vung lên phần phật, tản mát từng đạo từng đạo hắc phong, dung nhập vào hắc mang do đội quỷ binh tạo thành. Hình thái mũi khoan của đội quỷ binh lập tức kéo dài, hóa thành một đầu ma long hắc sắc, cuốn lấy u minh quỷ trảo màu đen đang hạ xuống, duy trì trạng thái rằng có giữa không trung khiến quỷ trảo nhất thời không thể hạ xuống đề hồn thấy vậy nhưng cũng chẳng coi vào đâu khuôn miệng xinh xắn chợt hé nụ cười rồi đột một phùng má mãnh liệt thổi ra một hơi một chùm hắc lôi theo đó bay vọt ra cấp tốc cuốn lấy phần đuôi ma long bởi vì chiến đấu kéo dài hắc quang hộ thể đang bao trùm đội hình quỷ binh đã bị bào mòn không ít giờ lại bị chùm hắc lôi cuốn lấy hắc long điên cuồng dãy dụa mấy lượt rốt cuộc cũng phải tan vỡ hắc lôi cấp tốc càn quét khắp đội hình quỷ binh cuốn theo không ít quỷ vật tên quỷ vật thái ất cảnh đùng đùng nổi giận gầm lên mấy tiếng đại trong tay gã điên cuồng vũ động đội hình quỷ binh lập tức khôi phục trạng thái ma long vô số kiếm khí như lưu tinh phóng ra điên cuồng công kích chùm hắc quang của đề hồn nhưng lũ kiếm khí kia còn chưa kịp đến nơi chùm hắc quang đã mang theo đám quỷ vật rồi cấp tốc thối lui bị đề hồn há miệng nuốt chừng mục quang đề hồn ánh lên vẻ say mê hào quang quanh thân nàng liên tục chấp động mơ hồ đậm đặc thêm một chút đây là Gã nam tử trung niên vận hắc bào đang cùng hàn lập giao thủ ở phía xa vừa chứng kiến cảnh đề hồn thôn vệ quỷ vật thì lập tức biến sắc, thốt lên. Thừa dịp gã kia phân tâm, hàn lập hóa thành một luồng kim ảnh xông vào giữa tầng tầng lớp lớp thương ảnh, cấp tốc áp sát kẻ địch. Song thủ liên tục biến hóa đủ loại pháp quyết, kim quang lóe lên sau lưng hàn lập, chân ngôn bảo luân thình lình hiện ra, nhanh chóng xoay tròn. Bảo luân tỏa ra vô số gợn sóng màu vàng, bao trùm thân hình gã nam tử hắc bào. Nhưng Hàn Lập vừa động thì đã bị gã phát hiện, thân hình cấp tốc thối lui. vậy mà tốc độ của gã còn mau lẹ hơn nhiều so với Hàn Lập. khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được kéo giãn. ngay cả lực lượng của chân ngôn Bảo Luân cũng không thể níu chân gã. thân pháp của gã trung niên vẫn hắc bào vô cùng quỷ dị. chỉ trong khoảnh khắc, gã đã xuất hiện bên bờ vực sâu phía trước, miệng phát ra một tiếng thét dài bén nhọn. hai đội quỷ binh đang giao thủ cùng đề hồn và Kim Đồng nhận lệnh lập tức rút quân, cấp tốc chạy về phía gã nam tử hắc bào vừa biến mất. chủ nhân mau giúp ta thu thập một ít quỷ vật đề hồn có chút khẩn trương lập tức truy đuổi đồng thời lớn tiếng hô hoán hai đội quỷ vật đang ào ào tháo chạy trước mặt hàn lập hắn chẳng nói chẳng rằng giơ tay bấm niệm pháp quyết chân ngôn bảo luân sau lưng hắn bừng lên hào quang gấp bội vô số gợn sóng màu vàng bao phủ gần trăm đầu quỷ vật vào trong chân ngôn bảo luân hiện giờ đã gần như thực thể uy năng hơn trước rất nhiều những quỷ vật bị gợn sóng màu vàng phủ lên hoàn toàn trở nên bất động đứng yên tại chỗ lũ quỷ vật xung quanh chẳng hề để ý đến đồng bọn đang bị giam cầm chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy trong chớp mắt đã tụ tập bên cạnh gã trung niên nam tử vận hắc bào ở phía xa gã lạnh lùng nhìn hàn lập và đề hồn một cái thật sâu sau đó thân hình liền biến mất trong vực sâu không để lại chút dấu vết đội hình quỷ vật lập tức theo sát nhào nhào bay vào trong vực sâu chuyện gì xảy ra vậy tại sao lũ quỷ vật bỗng nhiên rút lui kim đồng đã khôi phục nhân hình đáp xuống bên cạnh hàn lập không rõ chuyện gì đang xảy ra không biết, Hàn Lập chỉ nhíu mày, cùng đối phương giao thủ ngắn ngủi vài chiêu, hắn phát hiện thực lực của gã trung niên hắc bào kia tuyệt không thấp hơn mình. Nếu như đối phương phụ trách chấn thủ nơi này, vậy thì phải không dễ dàng rút lui mới đúng. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác, chủ nhân, mau thu hồi bảo luân, đề hồn vừa đáp xuống, cũng chẳng thèm để ý đến gã địch nhân thần bí cai, đã dối rít la lên, nước miếng giản ruộng. Hàn Lập lắc đầu cười khổ, liền bấm niệm pháp quyết thu hồi chân ngôn bảo luân gần trăm quỷ vật vừa khôi phục hành động đã hò nhau bỏ chạy tứ tán nhưng đều đã chậm một luồng linh vực âm u thình lình hạ xuống bao phủ toàn bộ quỷ vào trong thân thể bọn chúng như rơi vào vũng bùng cử động vô cùng khó khăn đề hồn há miệng khẽ hút một cái linh vực màu đen cấp tốc thu nhỏ lại cả đám quỷ vật cũng bị linh vực màu đen chậm rãi thôn phệ linh vực của đề hồn rốt cuộc hóa thành một quang cầu hắc ám lớn chừng quả đấm chui tọt vào trong miệng nàng hắc quang quanh thân đề hồn theo đó mà chập trùng không ngừng tỏa ra vô số gợn sóng màu đen khuếch tán khắp bốn phương tám hướng một lúc lâu sau tất cả mới bình thường trở lại khí thức của đề hồn lúc này đã được tăng cường không ít mơ hồ chạm tới đỉnh phong của đại la cảnh sơ kỳ được rồi mặc dù không rõ vì sao kẻ kia đột nhiên rút lui nhưng gã tự mình ly khai cũng tốt đi chúng ta cũng xuống dưới dò xét một chút xem xem rót cuộc dưới vực sâu này có vật gì hàn lập khoát tay một cái dẫn đầu tiến vào vực sâu. Đề hồn và kim đồng cũng vội bám theo. Kết quả, ba người vừa tiến vào vực sâu liền cảm thấy thân mình như đứng dưới một thác nước cực kỳ hùng vĩ. Cả ba bị một luồng cự lực bao bọc, cấp tốc chìm sâu vào bóng tối. Lực lượng này dường như vô biên vô hạn, ngay cả tồn tại đại la có thực lực mạnh mẽ như ba người hàn lập, dưới luồng cự lực này cũng không thể kháng cự mảy may. Cả ba người đều không thể tự chủ, mặc cho thân hình rơi xuống vực sâu vạn trượng chương 1279, dò xét U Minh. Hàn Lập cảm thấy thân thể không bị khống chế không ngừng rơi xuống dưới, tâm niệm chuyển động, toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc, điều động tất cả lực lượng thể nội để ổn định thân hình. Nhưng lực lượng chung quanh thực sự quá lớn, hắn cảm thấy chính mình giống như mảnh lá khô trong sóng lớn giang hà, thân bất do kỷ bị kéo xuống bóng tối sâu không lường được. Nguồn lực lượng này lúc đầu kéo thẳng tắp xuống dưới, nhưng rất nhanh bắt đầu vặn vẹo, kéo trái kéo phải thân thể Hàn Lập, khiến cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Về sau, hắn từ bỏ giấy ruộng, chỉ che lại mấy chỗ yếu hại trên thân, đồng thời thả thần thức ra không ngừng dò xét tình huống chung quanh, đồng thời khóa chặt kim đồng và đề hồn. May mắn chính là, hắn còn có thể cảm ứng được vị trí kim đồng và đề hồn, chỉ là có chút lơ lửng không cố định, tựa hồ lúc xa lúc gần. Lần dày vào này cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể hàn lập bỗng nhiên trầm xuống, giống như bị ném xuống đất. Lập tức bịch bịch hai tiếng trầm đục, hai bộ thân thể nện ầm ầm trên thân hàn lập, chính là kim đồng và đề hồn. Đề hồn còn tốt, kim đồng thì thân thể cứng rắn giống như cục sắt, đập cho hàn lập trợn trắng mắt lên. Chủ nhân, người không sao chứ, đề hồn vội vàng đứng lên, đại thúc, ta không cố ý, kim đồng im ắng đứng lên, trong mắt cũng hiện lên một tia ái náy. Không sao, may mắn xương cốt ta rắn chắc, đúng rồi, các ngươi nhìn xem, đây là nơi nào. Hàn lập khoát khoát tay, đứng dậy nhìn xung quanh, giờ phút này ba người đứng trong một mảnh hoang mạc, bầu trời đen kịt một màu, ánh sáng phi thường ảm đạm, ngoại trừ 10, 20 dặm chung quanh có thể miễn cưỡng nhìn thấy, xa hơn chút nữa thì tối tăm mờ mịt, hoàn toàn nhìn không thấy. Âm phong chung quanh gào thét phẫn nộ, âm thanh quỷ lệ chói tai tùy thời có thể nghe, hàn phong thấu xương, khi âm hàn ở khắp mọi nơi, so với lạc phách kinh phong nồng đậm gấp mấy lần. Hàn Lập và Kim Đồng nhíu mày, tự mình vận khởi lực lượng pháp tắc bảo vệ toàn thân, lúc này mới chống lại khí âm hàn chung quanh ăn mòn. Mà đề hồn chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy thư sướng với âm hàn quỷ khí nồng đậm không gì sánh được của nơi này nhìn tình hình này nơi đây hẳn là u minh giới làm chúng ta gặp nhiều trắc trở như vậy cuối cùng cùng đã đến đề hồn vuốt vuốt bụng chắc chắn nói nơi này quả nhiên chính là u minh giới hàn lập như có điều suy nghĩ gật gật đầu mặc dù hắn không cho rằng đề hồn đã từng đi qua u minh giới nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm thấy đề hồn phán đoán sẽ không sai bất kể thế nào động tính chúng ta vừa mới rơi xuống chỉ sợ đã làm một ít tồn tại nơi đây chú ý, ai biết nơi này có nguy hiểm gì, hay là trước đi qua chỗ khác đã. Kim Đồng nhắc nhở, Hàn Lập và Đề Hồn tự nhiên không dị nghị gì, tình huống bốn phương tám hướng chung quanh đều giống nhau, ba người bàn bạc một chút, liền chọn đại một cái hướng, nhanh chóng phi độn rời đi. Ba người Hàn Lập vừa rời đi chưa đến nửa nén hương, hơn 10 bóng đen liền từ nơi xa bay vụt tới, chìm kỹ chính là quỷ vật nửa người nửa thú, ngoại hình cũng không giống câu hồn sứ giả, hay nam tử trung niên mặc hắc bào và quỷ binh dưới trướng gã. Những quỷ vật nửa người nửa thú này vây quanh chỗ ba người vừa rơi xuống, hung hăng người người, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Sau đó hơn phân nửa mười mấy đầu quỷ vật này đang không bay lên, đuổi theo hướng ba người hàn lập, chỉ có một đầu quỷ vật lưu lại, ngửa đầu phát ra tiếng gào rít bén nhọn. Sau một lát, nơi xa chân trời hiện ra một mảng lớn mây đen liền trời tiếp đất, nhanh chóng bay tới. Trong mây rõ ràng là từng đầu quỷ vật bay vụt đến, lúc nha lúc nhúc, không biết nhiều bao nhiêu, đều đuổi theo hướng ba người hàn lập. Ba người hàn lập im ắng phi hành tới phía trước, hoàn cảnh nơi đây lạ lắm, con đường phía trước an nguy chưa biết, nên ba người bay cũng không nhanh. Hàn lập vừa phi độn, vừa tản ra thần thức cảm ứng tình huống chung quanh, đồng thời vận chuyển cửu U Ma Đồng, trong mắt bắn ra hai đạo tử quang, nhìn tới phía trước. Khí âm hàn trong hư không quá mức dày đặc, ảnh hưởng lớn đến thần thức khuếch tán ra, chỉ có thể miễn cưỡng khuếch tán ra chừng trăm dặm, xa hơn thì không thể tiếp tục được nữa, Ngược lại cửu U Ma Đồng của hắn nhìn được xa hơn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng 500 dặm. Lông mày Hàn Lập không khỏi nhăn lại, khoảng cách 500 dặm nhìn như không gần, nhưng với tu vi bọn hắn căn bản không tính là gì, chớp mắt là có thể bay tới. Chủ nhân, hơn một ngàn dặm phía trước có một con sông lớn, nhìn rất quỷ dị. Đề hồn một bên đột nhiên mở miệng nói, ở ngoài ngàn dặm, đề hồn, người có thể dò xét ra bao xa, ánh mắt Hàn Lập sáng lên, hỏi, âm hàn quỷ khí nơi đây quá nặng, ảnh hưởng rất lớn đối với thần thức của ta, ta toàn lực dò xét, chỉ có thể dò xét ra khoảng hai ngàn dặm. Đề hồn âm thầm tính toán một chút, nói, Kim Đồng, người thì sao? Hàn lập nhìn về phía Kim Đồng, ta cũng đã thử dò xét, chỉ có thể nhìn ra bảy tám chục dặm. Đại thúc ngươi thế nào? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi lại là lần đầu tiên quan tâm đến phạm vi thần thức của ta. Kim Đồng cảm thấy kỳ quái hỏi, không có gì, ta cũng chỉ có thể nhìn ra 500 dặm, so với đề hồn ngươi thì kém xa, vụ điều tra này liền giao cho ngươi. Hàn Lập nói với đề hồn, có lẽ có quan hệ với thể chất của ta, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác nơi này cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Không vấn đề, cứ giao cho ta, đề hồn vỗ ngực nói. Khoảng cách ngàn dặm trước mắt đã qua, ba người rất nhanh tới gần sông lớn màu đen mà đề hồn nói lúc trước. Diện tích hắc hà phi thường lớn, ánh mắt Hàn Lập cũng không nhìn thấy điểm cuối, trong sông sóng cả mãnh liệt, cuốn lên từng đóa từng đóa bọt nước màu đen, chảy xuôi về hạ lưu. Nhưng cổ quái là, nước sông khí thế hùng hồn to lớn, nhưng không phát ra chút thanh âm nào, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Từng tia từng sợi sương mù màu đen từ trong dòng sông bốc hơi lên, không ngừng phiêu đáng giữa không trung. Mà giữa không trung cách dòng sông mấy trăm trượng, lơ lửng một tầng mây đen thật dày, chính là sương mù trong sông ngưng tụ thành. Trong mây mơ hồ có thể thấy từng đạo điện quang màu đen chấp động, cho người ta một loại cảm giác bất ổn. Ba người hàn lập ngừng tại bờ sông, không tùy tiện đi tới phía trước. Đề hồn, người có phát hiện bờ bên kia dòng sông này không? Hàn lập nhìn đề hồn hỏi, đề hồn nghe vậy, trong hai con người hiện ra một tầng hắc quang, nhìn tới phía trước, rất nhanh lắc đầu, nói. Không, ta cũng không nhìn thấy bờ bên kia, hắc hà này mênh mông như vậy lại tuôn trào không ngừng, nhưng làm sao lại không có nửa điểm thanh âm. Ta đi thử một chút, kim đồng nói, vung tay lên, một đạo kim quang dài trăm trượng bắn ra, chảm vào trong dòng sông, vô thanh vô tức chui vào trong sóng cả, nhưng lại không tóe lên một chút bọt nước nào. Ba người thấy cảnh này, lông mày đều nhíu một cái. Kim đồng phát ra đạo kim quang kia nhìn như bình thường, bên trong lại ẩn chứa uy năng không nhỏ, dù là một ngọn núi cũng có thể chém nứt nhẹ nhàng, nhưng chảm vào con sông này vậy mà không có một chút phản ứng. Trong con sông này ẩn giấu quỷ khí phi thường khổng lồ, mà lại có hiệu quả ăn mòn rất mạnh, tốt nhất đừng để bị nhiễm vào. Đề hồn nhìn hắc hà, chậm rãi nói ra, đại thúc, làm sao bây giờ, chúng ta nghĩ cách vượt qua hắc hà, hay là đi dọc theo bờ sông. Kim Đồng nhìn về phía Hàn Lập hỏi. Hàn Lập hơi trầm ngâm, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đoàn kim quang từ trong tay áo hắn bay ra, lại là một hạt kim đậu, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một đạo binh màu vàng lớn gần trường. Đi, Hàn Lập lần nữa bấm tay điểm một cái, một đạo lôi quang màu vàng bắn ra, dung nhập vào thể nội đạo binh. Quanh người đạo binh màu vàng lập tức hiện ra từng đạo lôi văn màu vàng, khí tức tản ra tăng cường gấp bội, bay về phía hắc hà phía trước. Nhưng đạo binh không bay được bao xa, trong mây đen giữa không trung ầm ầm vang lên một tiếng, một tia chớp màu đen to cỡ miệng chén đánh xuống, vô cùng nhanh chóng đánh lên người đạo binh màu vàng. Toàn thân đạo binh màu vàng lập tức biến thành màu đen kịt, tất cả ba động linh lực đều biến mất không còn tâm tích, phảng phất một hòn đá màu đen rớt xuống, rơi vào trong dòng sông màu đen. Dòng sông trong nháy mắt xô trào, vô số thanh âm quỷ khiếu chói tai phô thiên cái địa truyền đến chỉ thấy trong dòng sông màu đen bỗng nhiên toát ra vô số trùng xà quái vật đáng sợ dữ tợn lập tức bao phủ đạo binh nương theo âm thanh làm cho da đầu người tê dại thân thể đạo binh trong nháy mắt sụp đổ bị xé rách thành vô số khối sau đó bị những xà trùng quái vật kia thôn vệ hầu như không còn ba người hàn lập nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều biến đổi những xà trùng quái vật kia hung ác không gì sánh được lập tức nhìn ba người hàn lập trên bờ tựa hồ hận không thể thôn vệ hết thảy ba người bất quá cuối cùng bọn chúng cũng không nhào tới mà chui vào dưới nước, rất nhanh biến mất tung tích. Hắc hà rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, im ắng chảy xuôi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Xem ra muốn vượt qua sông này cũng không dễ, kim đồng có chút u sầu nói. Tia chấp màu đen trong ngây tựa hồ có tác dụng ăn mòn tiên linh lực, cho dù người ta bị đánh trúng, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Hay là trước đi dọc theo sông lớn tiến lên một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống rồi hãng tính. Đúng rồi, Đề Hồn, Diêm La Chi đỉnh kia trước đó có công hiệu chỉ dẫn, lại tế ra xem." Hàn Lập gật đầu nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: "Đúng rồi, xém chút quên mất chuyện này." Ánh mắt Đề Hồn sáng lên, phất tay tế ra Diêm La Chi đỉnh. Diêm La Chi đỉnh nhẹ nhàng trôi nổi trước người Đề Hồn, tỏa ra quang mang sáng gấp mấy lần ngày thường, tựa hồ đang cộng hưởng với quỷ khí âm trầm nơi đây, nhưng lại không chỉ dẫn phương hướng. Xem ra đỉnh này chỉ cảm ứng được khí tức nơi đây dẫn chúng ta tới, cũng không có ý nghĩa nhiều. Đề hồn thở dài nói, bất quá nhìn Diêm La Chi Đỉnh phản ứng, hơn phân nửa là được sinh ra tại đây, có thể có liên quan càng sâu hơn. Tóm lại, chúng ta hẳn là không có tìm nhầm nơi. Hàn lập lại không nhụt chí, ngược lại mỉm cười nói. Diêm La Chi Đỉnh nếu thuộc về nơi đây, vậy Diêm La Chi Phủ cũng rất có khả năng ở chỗ này. Chủ nhân nói cũng đúng, nếu thế, vậy chúng ta hảo hảo thăm dò nơi này một chút. Đề hồn gật đầu nói. Ba người thương nghị một lát, quyết định đi về hướng thượng du hắc hà. Vào thời khắc này, sắc mặt đề hồn đột nhiên biến đổi. Không tốt, có rất nhiều quỷ vật đang bay tới nơi này. Thanh âm đề hồn vừa dứt, nơi xa chân trời vang lên một trận thanh âm như sấm rền, vô số quỷ vật giống như sóng giữ chen trúc đến, khí thế hung mãnh, thật sự nghe giận cả người. Vô số âm thanh giống to, gào rít truyền đến, tràn ngập cả phiến thiên địa. Nghênh chiến, ánh mắt hàn lập sáng lên, toàn thân bỗng nhiên đại thịnh kim quang, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trống rỗng xuất hiện quanh người hắn, trên mỗi chuôi phi kiếm đều quấn quanh lôi điện màu vàng thô to. Chương 1280, tượng đá trên cầu. Hàn Lập vung tay áo một cái, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm khác bắn ra, lơ lửng không chung trước ba người, đặt song song như một đường thẳng. Theo Hàn Lập bấm niệm pháp quyết điểm một cái, những phi kiếm này đồng thời quay tít một vòng, mảng lớn lôi quang màu vàng lao xuống nở rộ ra, biến thành một mảnh kiếm mạc lôi điện to lớn gần ngàn trượng, ngăn sau lưng ba người. Cùng lúc đó, trên thân kim đồng lóe lên kim quang, trong nháy mắt hóa thành hình dạng phệ kim tiên. Đề hồn thì hai tay nhấc lên, lòng bàn tay đại thịnh hắc mang, đồng thời tế ra u minh quỷ trảo và tán hồn quỷ địch. Ba người vừa mới làm xong hết thảy, chẳng chịt quỷ vật giống như thủy triều lao tới. Những quỷ vật này có bộ dáng khác nhau, hình thù kỳ quái, thậm chí có loại căn bản không thấy hình thể, tản ra khí thức cao thấp không đều, xông lên phía trước nhất là quỷ vật đê dai chân tiên cảnh trở xuống chiếm tuyệt đại đa số, nhưng trong đó không thiếu cấp kim tiên, thậm chí thái ất. Bởi vì số lượng nhiều đến kinh người, hội tụ vào một chỗ, khí thế cũng cực kỳ kinh người. Quỷ vật đầy trời hung hăng đụng vào kiếm mạc lôi điện, phát ra các loại công kích, đánh vào trên kiếm mạc. Lập tức, trên kiếm mạc cuồng thiểm lôi quang, toàn bộ kiếm mạc rung động không thôi. Hàn lập không đổi sắc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên kiếm mạc nổi lên từng điểm sáng màu vàng óng, sau đó vô số kiếm khí lôi điện phun ra, chảm lên những quỷ vật kia. Trong lúc nhất thời, thanh âm từ từ đại tác, tiếng quỷ khóc kêu rên liên tiếp. Đô thiên thần lôi có lực phá hoại cực mạnh, lại có công hiệu khắc chế quỷ vật, lập tức mảng lớn quỷ vật đê dai sông lên đầu tiên bị kiếm khí xoắn nát, biến thành trận trận khói xanh biến mất. Quỷ vật tiếp theo do một ít quỷ vật cao dai dẫn đầu, không dừng lại chút nào, tiếp tục sông tới. Những quỷ vật kia tựa hồ rất kiêng kỵ với hắc hà, không dám tới gần, chỉ đánh từ chính diện và hai bên trái phải. Vậy nên ba người Hàn Lập cũng không phải hai mặt thụ địch. Chỉ là ánh mắt nhìn ra sau lưng, lại là một mảnh âm u đen tối nhìn như vô cùng vô tận. Tình huống nơi đây không rõ, nếu tùy tiện lui lại, liệu có chạm đến cấm chế khác, thậm chí chiêu chọc tồn tại nào khác, cũng còn chưa biết chừng. Hàn Lập nhíu mày, không nói một lời tiếp tục thôi động kiếm mạc phòng ngự. Mặc dù Thanh Trúc phong vân kiếm tạo thành lôi điện kiếm mạc lợi hại vô địch, nhưng quỷ vật thực sự quá nhiều, từng đợt từng đợt vào tới, kiếm mạc rất nhanh bị suy giảm. Đề hồn và kim đồng khẩn trương, mấy lần muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị hàn lập truyền âm ngăn cản, để các nàng bảo tồn thực lực. Vào thời khắc này, một tiếng rít vang lên, tiếng quỷ khiếu phô thiên cái địa chung quanh cũng bị ép xuống. Thế công của quỷ vật điên cuồng công kích dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng ngưng kết với nhau, hình thành 4 năm chiến trận hình kiếm to lớn. Ô ô ô, những chiến trận này nhanh chóng xoay tròn, phảng phất từng cái mũi khoan, sau đó đột nhiên phóng tới kiếm mạc màu vàng. Lập tức kim quang và hắc mang bộc phát ra hào quang chói mắt, giống như pháo hoa nở rộ ra. Kiếm mạc màu vàng răng rắc một tiếng, theo âm thanh đó vỡ vụn, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nổi lên, xoay một vòng bắn ngược trở về, lôi quang phía trên hơi ảm đạm, tựa hồ linh tính bị tổn thương không nhẹ. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, vung tay lên, thu hồi 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm kia vào thể nội ôn dưỡng, sau đó xòe năm ngón tay, nắm lại hư không. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm khác thủ hộ bên cạnh hắn lập tức nổ bắn ra, hóa thành 36 đạo kim quang chói mắt, chính diện chém về phía quỷ vật đang bay nhào đến. Xoẹt xoẹt, tiếng rệ khiếu bạo liệt vang lên, gần trăm con quỷ vật bị chém chết, hóa thành khói xanh biến mất, nhưng lại có càng nhiều quỷ vật bay nhào tới. Kim Đồng và Đề Hồn thấy cảnh này, không thể tiếp tục chờ đợi nữa, lập tức xuất thủ. Đề Hồn tế ra U Minh Quỷ Trảo, phía trên phốc một tiếng, giấy lên ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, trong hỏa diễm ẩn ẩn truyền ra thanh âm lệ quỷ nhe răng cười, chụp vào quỷ vật bên trái. Quỷ vật bay nhào đến bị U Minh quỷ chảo chảo một cái, lập tức bạo liệt ra, trong hỏa diễm biến thành cho tàn. Nàng cũng thổi lên nhiếp hồn quỷ địch, từng luồng từng luồng sóng âm màu đen từ trên quỷ địch bắn ra, hóa thành vô số âm đao âm kiếm, Chảm vào đám quỷ vật, lập tức chém chết không ít quỷ vật. Đề hồn dùng quỷ chảo, quỷ địch đánh giết địch, đồng thời trong miệng cũng phun ra hào quang màu đen, không ngừng quấn lấy quỷ vật chung quanh thôn phệ, so sánh với hàn lập và đề hồn công kích của kim đồng thì tính hiệu quả cũng không quá lớn hai chân trước nó vung lên mấy chục đạo tinh quang lạnh lẽo nổ bắn ra chém về phía quỷ vật bên phải lập tức cắt chém vỡ nát mảng lớn quỷ vật nhưng ngoại trừ số ít quỷ vật có thân là thực thể bị chém giết các loại quỷ vật u linh âm hồn phảng phất vô sự mặc dù bị cắt nát thân thể nhưng lập tức ngưng tụ thành hình tiếp tục bay nhào tới kim đồng thấy cảnh này ánh mắt trầm xuống thân hình khổng lồ đột nhiên chia ra một nửa hóa thành một mảnh kim vân một nửa người khác lóe lên kim quang hóa thành một con vệ kim tiên nhỏ hơn trong kim vân rõ ràng là vô số phệ kim trùng lớn chừng hạt gạo phô thiên cái địa phóng tới những u hồn quỷ vật kia chăm chú đính trên thân những u hồn quỷ vật đó mặc kệ chúng thi pháp thế nào cũng không vùng thoát được vô số phệ kim trùng nhanh chóng thôn phệ những u hồn quỷ vật kia trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn chỉ là tốc độ có vẻ hơi chậm chút những quỷ vật theo sau mãnh liệt cuốn đến không ngừng ép đến những vệ kim trùng phía trước. Hàn lập thấy cảnh này, năm ngón tay liên động, lập tức mấy trăm đạo kiếm khí lôi điện bắn ra, chạm lên quỷ vật phía bên phải, càn quét những u hồn quỷ vật kia gần nửa, để kim đồng nhẹ nhàng thở ra. Ba người mặc dù chặn lại quỷ vật đầy trời trùng kích, áp lực cũng không nhỏ. Mà bốn phương tám hướng liên tục không ngừng có quỷ vật tụ đến, tựa hồ vô cùng vô tận. Đáng chết, những quỷ vật này sao lại nhiều như vậy? Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đề hồn hỏi thay vì lưu lại nơi này làm bia ngắm, không bằng mạo hiểm, rút lui dọc theo hắc hà đi. Hàn lập hơi trầm ngâm, nói, thế là ba người vừa đánh vừa lui, tiến dọc theo hướng thượng du hắc hà. Các ngươi xem, phía trước có cây cầu, một lát sau, đề hồn đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Hàn lập quay đầu nhìn lại, phía trước xác thực xuất hiện một cây cầu hình vòm cũ kỹ, vắt ngang trên hắc hà. Cầu hình vòm có màu đỏ sậm, kéo dài về hướng hắc hà đối diện, chui vào bóng tối phía trước, không biết dài bao nhiêu trên cầu mấp mô, không biết bao nhiêu chỗ hư hại, tràn ngập tuế nguyệt tang thương. Bất quá nhìn toàn thể cũng coi như hoàn chỉnh. Rào, vào thời khắc này, những quỷ vật kia đột nhiên như phát điên, điên cuồng đánh tới bọn hắn, thế công mãnh liệt gấp bội, áo lực dồn lên ba người đại tăng. Hàn lập vung tay lên, một vệt kim quang từ trong tay bắn ra, rơi vào trên cầu đá, hóa thành một đạo binh màu vàng. Đạo binh chạy dọc theo cầu đá, tiến về phía trước. Mây đen giữa không trung cũng không phóng xuống lôi điện màu đen, những rắn rết đáng sợ trong sông cũng không ập ra công kích. Rút lui lên trên cầu đi, Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, lập tức quát. Trong lúc nói chuyện, lôi quang màu vàng lóa mắt không gì sánh được từ trên cánh tay hắn nở rộ, sau đó hắn phất tay áo vung lên. ầm ầm mấy trăm đạo lôi quang thô to quét ngang ra chung quanh, lập tức dọn dẹp sạch sẽ quỷ vật mấy chục trượng chung quanh. Ba người thừa cơ sông lên cầu đá, để hồn hơi biến sắc, hai chân đột nhiên trở nên dã rời, suýt nữa ngã sắp xuống. Không sao chứ?" Hàn Lập dùng một tay đỡ lấy nàng, kéo nàng chạy vội về phía trước. Những quỷ vật kia tụ tập tại đầu cầu đá, nhìn về phía ba người Hàn Lập tức giận gào thét, cũng không dám bước lên cầu đá một bước nào. Trên cây cầu kia tựa hồ có lực lượng áp chế quỷ vật, cũng có chút ảnh hưởng với ta, bất quá không lớn. Đề hồn hít sâu một hơi, rời khỏi cánh tay Hàn Lập, đứng vững thân thể lên. Hàn Lập gật gật đầu, dặn dò nàng cẩn thận, tiếp tục chạy nhanh tới phía trước. Cầu đá hình vòng này, càng đi về trước, Khoảng cách với mây đen giữa không trung càng gần, ba người có chút lo sợ bất an. Bất quá mây đen cũng không phản ứng gì, tựa hồ bị cầu đá che khí tức ba người lại. "Ồ, Đề Hồn lần nữa khẽ ồ lên một tiếng. Thế nào?" Hàn Lập và Kim Đồng lập tức đề phòng, phía trước trên cầu đá có vật gì đó, tựa như là một pho tượng. Mặt Đề Hồn lộ vẻ cổ quái. "Pho tượng?" Hàn Lập ngạc nhiên nói. Ba người tiếp tục đi tới phía trước, rất mau tới trước pho tượng mà Đề Hồn nói.